Chư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện diện trước đạo tràng này là Thượng Tọa Thượng Trần Hạ Sĩ, trụ trì chùa Pháp Nhãn tại Austin. Giờ đây chúng con kính cung thỉnh Ngài niệm Phật cầu gia hộ trước khi buổi pháp thoại được bắt đầu. Chúng con kính cung thỉnh Ngài. Mời đại chúng chúng ta niệm Phật. Nam mô spiritual battery, mà nếu mà mình không có tu tập, không có thực hành và không có mỗi tuần hay là mỗi tháng mà chúng ta hay là mỗi ngày mà chúng ta không có nạp cái bình điện tâm linh thì cái bình điện của chúng ta nó sẽ yếu đi. Và khi mà mình tu á, mà mình không có thực hành và mình không có đến gần gũi bạn đạo, không gần gũi cái bạn tu hành, thì lúc bấy giờ người ta nói cái gì á, nó không có dễ thương. Ai nói gì á là mình thấy khó chịu, hoặc là thỉnh thoảng người ta nói gì cái mình vội đi, nhất là trong gia đình của mình, có thể là người thương của mình, là hay là người thân của mình, là chồng của mình, con của mình, hay là vợ của mình, vân vân, mà nói cái gì á mình đổ vội, hoặc là cái tánh nóng nảy nó khó chịu, thì lúc đó cái tập khí mình không có chuyển hóa được. Cho nên mình mỗi kỳ tu như vậy đó, mà mình về mình tu tập để mình nạp thêm cái bệnh viện tâm linh á, thì lúc bấy giờ mình có cái sự chuyển hóa. Ai nói cái gì á mình biết, mình chọn lọc, mình chuyển hóa nó, thì từ từ đó mà lúc nó mới an vui. Quý vị thấy không? Thì hôm nay á, cái đề tài đến với đại chúng, cái bài pháp thoại với tựa đề là ý nghĩa của sự xuất gia dài hạn và ngắn hạn.
Tiếng Anh gọi là the meanings of short term hay long term renunciation, sự xuất gia dài hạn và ngắn hạn. Thưa quý vị, thì thường thường mình ở thỉnh thoảng ở Việt Nam thì cái đó thường, nhưng mà ở bên Hoa Kỳ này hay là phương Tây này thì cái sự xuất gia đó thì có lúc đó là dài hạn, có lúc là ngắn hạn, không? Thì trước khi mà mình biết chữ dài hạn và ngắn hạn á, thì chúng ta nghe tiếng chuông là rất đặc biệt ha. Tiếng chuông nó nhỏ mà có cái chất liệu, nhỏ mà có sự tu tập, cho nên cái âm thanh đó nó rất là hay. Đây thỉnh từ bên Tây Trúc. Ở trong đây, trong đạo tràng mình có cái anh trong mấy Phật tử không biết có đi Ấn Độ chưa, chứ vừa rồi có trong đây thầy nhìn có một anh trai cả đã đi Phật tích Ấn Độ với thầy rồi, đó là anh Trí Minh này. À, rất là vui hiện diện ở đây anh tu tập với đại chúng hôm nay. Dạ, nghe tiếng chuông nha. Thầy cái bài cái chuông đó là ba nghiệp ma lắng thanh tịnh gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau. Quý vị thấy tiếng chuông rất là hay ha, rất là ý nghĩa, nhỏ mà thanh ha, nhỏ mà nói theo ngôn từ ở thế gian, nhỏ mà có cái vỏ mà đây nó có cái ruột đó. Thưa quý vị, là ở đây á, là mình tu tập á, nãy thầy nói như cái bình điện tâm linh á, thì mình tu tập mình về chùa là nhờ các bạn đồng tu, trong đây có là người hành giả xuất gia và hành giả tại gia, thì có cái sự yểm trợ ở nhà, có mình cũng tu, mình đi đâu cũng tu, nhưng mà tu mình nó yếu lắm, mình phải nhờ đại chúng, mình tu tập phải có cái người bạn đạo nữa, thì cái sự yểm trợ với nhau đó, thì lúc bấy giờ mình tinh tấn hơn, mình thấy người kia tụng kinh, mình thấy người kia nghe pháp, mình thấy người kia thực hành, thì lúc đó hay là thấy người kia làm từ thiện, thì lúc đó nhờ cái bạn đồng hành hộ trì và yểm trợ với nhau, lúc đó cái tinh tấn mình nó mạnh hơn, dũng mạnh hơn. Thì thầy nói cái chữ xuất gia, cái chữ xuất gia đó tiếng Pali hay là tiếng Phạn á gọi là Pravaya, cái gốc của nó từ gốc á, thì chữ xuất á là âm Hán Việt, mà chữ xuất á có nghĩa là gì, xuất có nghĩa là ra nha, xuất là ra, gia là nhà, gia có nghĩa đen á là nhà, là family đó, xuất là ra là nhà gì. Thì ở trong truyền thống á là có định nghĩa là nhà, đây là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, theo cái truyền thống á là định nghĩa như vậy đó. Thì xuất là phải ra, là ra khỏi cái nhà của mình đang ở, là mình từ giả ở đời sống của người thân người thương, rồi mình phải ra cái nhà đó, rồi mình đi vào chùa để hay là vào tinh xá, vào đạo tràng để mình tu tập, gọi là ra. Chứ còn xuất gia mà ở nhà thì không phải là ra. Quý vị đồng ý không? Chỗ này á, ở Việt Nam thì cái môi trường xuất gia rất là nhiều. Rồi chúc thầy nói xuất gia đoạn kỳ tức là ngắn hạn, xuất gia dài là dài hạn, hay là xuất gia gieo duyên nữa nha. Thì để cho quý vị biết, nhất là ở xứ này thấy chùa tổ chức rồi mình góp phần mình theo, nhưng mà mình không hiểu, lúc đó nó rất là uổng cho cái lộ trình của mình. Không có ai hướng dẫn, ít ra cái người nói pháp á, phải trải qua hai lớp, hai năm sơ cấp, 3 năm, 4 năm trung cấp, rồi 4 năm đại học Phật giáo. Quý vị thấy nhiều đó, mà nếu ở đời á là nhiều đó cơm cơm kiếm đồng rào vô sinh sống, lập kiếm con nai con thỏ nữa xong. Quý vị thân là ta lập nghiệp rồi. Còn đây quý thầy học nè, 2 năm sơ cấp, 4 năm trung cấp, 4 năm đại học, rồi 2 năm thạc sĩ,
2 năm hậu thạc sĩ và 5 năm tiến sĩ nữa, mà chạy từ A tới Z đó, mình nói từ ACC đó, mà nếu mà học vậy đó, rồi cái kiến thức còn học phải nắm, rồi trong lúc đó mình có dịp mình để hướng dẫn Phật tử cái tránh kiến, cái hiểu biết chân chánh, rồi lúc đó Phật tử để theo mà hành trì. Chứ còn thấy chỗ này chỗ kia mở ra, chỗ này chỗ nọ mở ra, rồi lúc đó mình theo rồi mình không biết á, rồi uống cho cái lộ trình của mình. Thì chữ xuất gia có nghĩa là ra khỏi nhà, mà nhà ở đây á là ở gia đình. Thì trước khi á, mình xuất gia là mình phải từ giã gia đình, mình đi xuất gia. Thì lúc đó mình xuất gia là mình phải ở tu viện, thiền viện hay là tinh xá hay là đạo tràng, thì mình hòa với đại chúng, rồi lúc đó mình ở, mình cùng tu tập, thì lúc đó mình mới có cái sự đồng tu, đồng hành, đồng bạn, thì lúc đó mình mới có cái chất liệu tâm linh, đời sống của mình thì nó vững chãi hơn. Thì quý vị hiểu chữ xuất ra không? Có nghĩa là ra ra không? Còn xuất á, mà không ra mà ở nhà, đi tới tới chỗ cái đạo tràng ở xuất, cạo tóc, xuất gia là phải hình tướng khác với người đời. Xuất gia phải cạo tóc, râu tóc phải cạo hết. Người Phật giáo, đạo Phật mình á, cái người mà có duyên lành đi xuất gia đó là phải cạo bỏ râu, râu tóc, thì lúc đó mới gọi là trở thành người đệ tử của Đức Phật. Còn xuất gia rồi á, thì lúc bấy giờ mình từ giã gia đình, mình tới đạo tràng, mình nhờ cái sự đó, nhờ cái sự của đạo tràng đó nương tựa và hướng dẫn cho mình, lúc đó mình tu tập, thì mình cùng đại chúng gọi là xuất gia. Mà xuất gia là phải ra khỏi cái nhà thế tục. Chứ còn xuất gia rồi, mình tới đó xuất gia rồi, cái thỉnh thoảng ấy, mình đi về nhà lại, cái đó cái nghĩa xuất gia nó đúng một phần trăm, một phần ngàn thôi, nó có đúng. Cho nên nói con xuất gia mà cuối cùng cũng về nhà ở, mà chưa nói hai bạn nó có duyên lành lớn rồi hay là nhỏ gì đó, có duyên lành lập gia đình rồi sau đó có một cái môi trường nào cho đi xuất gia, rồi ở đạo tràng là cho xuất gia, rồi cuối cùng mới xuất gia, rồi thời gian ổng bả hay là ảnh chỉ về lại nhà ở là kêu xuất gia cái gì không có đúng. Quý vị đồng ý không? Đó, cho nên xuất gia trong trường hợp này á là xuất gia trong trường hợp này á là quý vị đó, bây giờ thầy nói xuất gia gieo duyên trước nha. Gieo duyên có nghĩa là gì? Mình khao khát cái đời sống xuất gia, khao khát cái hình tướng đệ tử của Đức Phật, là cái người đó gọi là đầu tròn áo vuông, tức là phải cạo râu tóc và bọng y phục của Phật giáo. Thì lúc đó mình cái duyên lành, mình khao khát, mình làm sao mình để giống cái hình thức của đệ tử của Đức Phật. Thì lúc đó mình nói đó, hôm nay nhân mùa Phật đản, hôm nay nhân mùa ăn cư kiết hạ, hay là hôm nay nhân mùa Đức Phật thành đạo, con muốn gieo duyên xuất gia nhờ thầy hay sư cô sư thầy độ cho con, hoặc là hòa thượng thượng tọa độ cho con. Thì lúc đó mình xuất gia, mình cạo tóc, hay là không những ở đạo tràng mà ngay cho thánh tích cũng vậy. Nơi nào Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật ra đời, nơi Đức Phật nói bài pháp đầu tiên, và nơi Đức Phật nhập niết bàn. Vừa rồi cái đầu của thầy đó, thì có những vị xuất gia gieo duyên trong cái hàng nhân Trí Minh này, ảnh xuất gia ngay Bồ Đề Đậu Tràng đó, thì nhờ thầy Trường Tường thầy cạo tóc, thì xuất gia đó gọi là đoạn kỳ, xuất gia đó là gieo duyên, mình muốn cái hình thức xuất gia cho nên cạo tóc để mà mình có cái hình thức đệ tử của Đức Phật. Đó gọi là xuất gia gieo duyên, mình gieo cái hạt giống lành, gieo tức là rải cái hạt giống lành vào đó, thì lúc bấy giờ cái đời sống lành mình có, thì mình ảnh hưởng cái lời dạy và cái đời sống xuất gia của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật, cho nên mình xuất gia thì cái gọi là xuất gia gieo duyên. Quý vị chưa nắm được chữ gieo duyên chưa? Chữ gieo duyên này á, nó đi thêm cái chữ đoạn kỳ, tức là ngắn hạn, short term, tức là ngắn hạn, thì có thể là một tuần, có thể là hai tuần, có thể là năm, hai năm, đó gọi là đoạn kỳ, tức là ngắn hạn. Thì xuất gia này á, trong đạo Phật mình á, không cái buộc mình khi mà nhất là ở Hoa Kỳ này, có những người ta không xuất gia mà ta vẫn cạo tóc, nhất là mấy anh trai, cô gái thì rất là ít, hiếm, nhưng mà mấy anh trai thì có xuất gia. Thưa thầy, thầy mát mẻ quá, mùa này nóng nảy quá, cho nên con xuất gia rồi, con cạo tóc rồi, thỉnh thoảng lần sau nữa thầy cho phép con cạo được không? Nó được chứ, Mỹ thầy đâu có cho mà nó cũng cạo. Thì Phật tử mình á, đã xuất gia gieo duyên thì cạo tự gì á, mà xuất gia rồi á, quý vị để ý coi, một tuần mà không cạo á, nó ngứa, hai tuần nó ngứa dữ lắm, mấy sư cô mà có cạo mà biết. Còn mà ai mà cạo rồi á, thấy cái đầu nó nhẹ lắm, nó nhẹ tơn à. Còn mà để nó nặng cái đầu mà nó ngứa lắm, mà cạo ra nó nhẹ,
Cho nên không sao, nếu mà các bạn có duyên thì các bạn cứ cạo tóc rồi á, người ta nói cạo cho má. Thứ nhất, thứ hai là tiết kiệm xà phòng. Mà mù. Thứ ba nữa là cái đầu nó nhẹ lắm. Đó. Còn ngược lại mà những người xuất gia giao duyên, ta nói thôi con chỉ giao duyên thôi, nhiều nhất là mấy chị hay là mấy cô thì nói là con chỉ xuất gia trong vòng tháng được không thầy, rồi sau đó để lại thì cũng không sao. Đó gọi là giao duyên nó đi với đoạn kỳ nha, nhớ đó nha. Thì xuất gia như vậy đó rất là tốt, nhưng mà quý vị nhớ là xuất gia dài hạn á, có nghĩa là có thể 1 năm 2 năm. Mà thưa quý vị, xuất gia dài hạn á, ở cái truyền thống Việt Nam mình cũng có mới những năm gần đây thôi. Nhưng mà trước đây á thì hầu hết là các nước Nam truyền, chẳng hạn như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia là xuất gia trả hiếu. Thì xuất gia trong trường hợp này á thì hầu hết như Nam á, cỡ tuổi 18 tuổi á, là phải xuất gia. Hầu hết là các nước Nam truyền á, là người Nam á, xuất gia thứ nhất là đền ơn hiếu với cha mẹ, sau đó rồi bắt đầu cạo tóc ở ít nhất phát nguyện 2 năm, 1 năm tới 2 năm. Mà người nào á mà được 2 năm á, mà anh nào anh chàng nào đó mà phát nguyện ở thêm 2 năm nữa hay là 1 năm nữa thì người ta, và tự vì tại sao thầy biết cái vấn đề này, lý do là học trong cái môi trường trường Phật học ở bên Ấn Độ đó, thì quý thầy quý sư sống chung với nhau thì lúc đó mình giao thoa văn hóa, kể cả văn hóa Phật giáo, thì các ban tê đó, các ông Achan đó, ông bên các ngài mới nói đó là bên nước của chúng tôi á, người thanh niên mà có chừng 18 tuổi tới 20 tuổi á, bắt buộc phải về chùa, mà thứ nhất là trả hiếu cha mẹ, thứ hai là gieo duyên để có hạt giống Phật, hạt giống Pháp và hạt giống Tăng. Cho nên xuất gia gieo duyên thì lúc đó đồng ý thì quý vị xuất gia. Thì khi mà xuất gia gia hạn là 2 năm, mà anh chàng nào mà xuất gia mà phát nguyện đó ở thêm 2 năm nữa hay là 5 nữa hay 3 năm nữa thì mấy bạn tê Achan á nó có nói thì như thế này, nó giỡn mà có thiệt, từ cái truyền thống của các nước Nam truyền đó, nói anh chàng đó mà độc thân mà đi vào chùa mà xuất gia tịnh xá mà xuất gia đó, khi mà ở thay vì ta quy định 2 năm mà ở thêm 5 nữa, 5 nữa thì càng lâu thì ra đó cái vùng đó, thứ nhất là nhà giàu có để dành cho anh, thứ hai là nhà ở cái vùng đó có những cô nàng nào xinh xinh đó để dành cho anh chàng đó. Cho nên mấy anh thích lắm á, nói dạ còn muốn được cái cô nàng đó, cho nên còn phải tự gì á, người ta quan niệm xuất gia vô đời sống trong đạo tràng, trong chùa là có cái hạt giống đạo đức, bởi vì ở ngoài thanh niên ở ngoài thì chơi la gà đủ thứ đó, mà trong cái thời gian ở chùa là thời gian chín mùi về cái tâm linh Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, cho nên nó cũng học được lời dạy của Đức Phật. Cho nên nó càng ở lâu quy định thì lúc đó ra cái vùng đó là cái nơi đó nhà giàu có cái cô nào xinh xinh đó thì chọn để dành cho anh, còn những cô nào không có xinh đó thì chọn cho những cái anh làm biếng không có xuất gia, hoặc là xuất gia ngắn hạn 1 tuần 2 tuần. Mấy bên tê Achan kể như vậy đó. Cho nên các nước Nam truyền là như vậy, còn Phật giáo Việt Nam mình á lại khác. Anh nào mà xuất gia rồi á, thấy hình chú xuất gia, dạ mô Phật sư chú, từ xuất gia là mới ban đầu gọi là sư chú, hay là ban đầu là chú tiểu, chú điệu hay là sư chú. Thì lúc đó năm đầu 2 năm đầu thấy ngon lành, nhưng mà cỡ chừng 3-4 năm mà thấy mà để tóc ở lại đó, lúc đó người Việt Nam mình có cái nhìn khác cái anh chàng đó hay là cô nàng đó, nó không có đúng như cái kiểu mà truyền thống của Nam truyền. Nam truyền vị nào tu được 3 năm 4 năm thì lúc đó ra là cái gì mà ngon lành là để dành cho anh đó. Đó, quý vị thấy không? Cho nên nó khác, mình học để mình thông cảm, những người nào đủ duyên thì tu nữa, không đủ duyên thì lúc bấy giờ mình dừng lại ngang đó, thì mình cũng quý mến những người đó để chi ta gần gũi với đạo Phật. Và trong cái quá trình ở trong chùa là quá trình chặt cái bình điện tâm linh cho nó đầy, thì lúc đó ra sống cái đời sống đạo đức ngon lành hơn là những người mà không có cái duyên ngày tháng năm mà học được Phật pháp. Quý vị thân, cho nên từ đó mà khi mà những cô nàng hay anh chàng nào xuất gia từ nhỏ, nhất là cái phong tục Việt Nam, mà những người nào tới chừng đó mà dừng lại mà không tu nữa thì mình cũng quý mến như ngày nào. Thì họ có cái nguyện rằng nếu mà tu nữa thì tốt, mà không tu nữa thì họ làm hình thức cư sĩ, thì mình cũng quý mến đối với những người đó cũng như người bình thường. Cho nên mình đừng có cái nhìn khác giữa khi mà họ bắt đầu tu và khi mà họ dừng tu. Thì thấy không? Cho nên mình thấy gì mình hiểu và mình
mình thấy cái tâm mình nó thoáng, nó mở ra. Thì á, chữ xúc á, xúc có nghĩa là gì, là ra. Mà da đây á, trong trường hợp này có nghĩa là ràng buộc. Từ xúc phiền não da, da là sự ràng buộc, mà ra cái phiền não có nghĩa là phiền não là những tham sân si, những đố kỵ, những tật đố, gọi là ra những cái phần thành phần đó, cái tập khí đó, thì lúc đó mới gọi là ra, là sự thật, là cái sự ra đó nó có ý nghĩa, nghĩa bóng hơn. Còn cái nghĩa kia đó là ra có già chui vô lại cái tôi mấy hồi, đó là cái nghĩa đen thôi. Còn cái nghĩa bóng nghĩa là ra những cái đố kỵ, những tham lam, những tập đố, những tham sân si, những gốc rễ phiền não, thì lúc đó mới ra đó, cái nghĩa đó nó mới ra sự thật, ra đúng pháp, quý vị thân. Cho nên khi mình hiểu được rồi thì mình không có ngại những người nào tu ngắn hạn hay dài hạn. Nếu mà họ có duyên nữa thì họ tu phát nguyện, tu trọn đời. Quý vị thấy không? Cho nên khi mà xuất gia rồi đó, thì trước nhất là nhà sư, vị thầy hay vị sư cô hay là hòa thượng gì đó, cho cái vị đệ tử mới vừa cạo tóc đó, trước nhất là cho bằng cái áo tràng lam hay áo tràng đà nha. Mà hồi đó mà quý thầy á, mà xuất gia đó, quý chú tiểu đó, xuất gia đó, lúc đó từ nó xuất gia cái nhiều trạng tuổi khác nhau, có thể nói từng thành phần một. Khi mà xuất gia đó là bọn cái áo lam những Phật tử đó, hoặc là áo đà theo cái truyền thống Phật giáo Việt Nam, thì không có cho bọn y đâu, y sa di á, không có cho. Dầu cái y đó là y láng, y sa di có nghĩa là gì, cái y đó là y công đức, mà cái y láng đó chỉ một ô thôi, là cho bọn màu vàng á nha, phải ít nhất là 2 năm hoặc là 1 năm trở lên, 2 năm trở lên, tùy theo chùa, tùy theo cái đạo hạnh của người đó, của vị hành giả đó, rồi mới cho cái đắp y vàng. Còn đằng này á, ngày nay thầy không có đề cập gì bên Việt Nam nhiều, mà thầy đề cập ở dưới Hoa Kỳ nè. Ngày nay mới xuất gia một cái thời gian ngắn, đâu có khoảng tu gieo duyên khoảng chừng tuần 10 ngày. Thì bây giờ mình bắt chước Phật giáo của các nước như bọn A Y Đà thì cái đó cũng được đi. Mình bắt chước Phật giáo Tàu, Phật giáo Đài Loan hay là Phật giáo Tây Tạng, bọn cái Y Đà thì cũng được đi, đắp cái Y Đà cũng được đi. Mà bây giờ có những chùa, những thời gian gần đây ở xứ Hoa Kỳ này á, bây giờ cho Phật tử vô bọn ao còn phân biệt đấy chứ. Ai mà nhóm tóc lấy kéo trong khoảng khóa tu đó, mà ai mà chỉ lấy kéo mà nhắc mấy khổng tóc á, là cho bắt Y Đà. Còn ai mà cạo láng có như nhà sư đây á, thì bọn Y Vàng, không có đúng với chánh pháp, trọc đường rầy hết. Nếu đúng quý vị cho tràng pháo tay. Bởi vì y vàng á là cái y tôn kính, cái y đó phải trải qua những cái trận nào mới được bọn y vàng. Đằng này á, quý vị thấy không, những năm gần đây quý vị để ý coi, quý vị nhìn lại trước và nhìn lui lại về những năm về trước hay là những thời gian gần đây, mình á, một vị đạo sư tâm linh, mình phải hướng dẫn đúng right view samadhi thi. Samma là right, đi thi là right. Samma là right, đi thi là view hay understanding. Right understanding or right view. Thì lúc đó Phật tử mới theo được con đường của Đức Phật chứ. Đằng này xuất gia mà như vậy đó, mới có đồng khoảng thời gian 10 ngày, 5 ngày, 1 tuần đó, cho bạn y vàng. Như vậy á, nếu mà trường hợp gì á, người ta hỏi gì mấy sư cô hay mấy sư thầy tu lâu á, bọn cái y gì? Quý vị đồng ý không? Cho nên á, mình không phân biệt rõ ràng ở lúc đó ở bên các tôn giáo bạn á, cái người đi chùa các tôn giáo bạn á, người ta mới nói là Phật pháp dễ làm, sa môn cũng dễ làm, trọc đường rầy hết, không có đúng với chánh pháp. Quý vị đừng có ý là chùa tôi muốn làm gì làm, đệ tử tôi muốn làm gì làm. Không, mình bảo vệ cho Phật giáo chứ không phải bảo vệ cho cá nhân. Quý vị đồng ý không? Mình hiểu cái nào mà có chánh kiến, mình phải nói chánh kiến để cho người Phật tử, mình phải trong bát chánh đạo á, right view, right talk, right speak, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration. Là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh huệ. Chánh tín á là niềm tin chân chánh, mà có những cái chánh rồi đó. Ba chánh đạo xuất gia mà không có tu học Phật pháp á, gọi là xuất gia cái gì? Quý vị không? Cho nên á, đừng có ý nói là chùa tôi, đệ tử của tôi, Phật tử của tôi muốn làm gì làm.
đồng ý chủ anh, môi trường của anh, anh làm gì làm, của cô làm gì làm. Nhưng mà khi mà đúng với chánh pháp và đúng với chánh kiến á, là mình phải có cái lời dạy đúng với lời dạy của Đức Phật để cho Phật tử biết ngõ hành trì. Chứ còn mà rằng này á, mình làm rồi bắt đầu có cho đắp đi vàng rồi mới có trong khoảng thời gian 5 ngày 10 ngày ở đắp y vàng rồi cái có người tỏ chứ thưa thầy, thưa sư cô, chỉ cho tụi con tu 30 năm 40 năm này rồi mấy thầy mấy sư cô đắp cái y gì. Thầy nói cho chắc là lẽ đắp cái y đỏ y hồng cho nó đẹp trời. Phân biệt cho nên không có đúng. Chỉ áo nâu sòng và cái y đúng với chánh pháp lời dạy của Đức Phật, lúc đó là người ta nhìn vô, người ta thấy đạo Phật có nề nếp, có thứ tự, có lớp lang. Quý vị đồng ý không? Rồi khi mà mình vậy rồi, xuất gia rồi, chưa gì ở số này mấy người retire rồi, hoặc là hai đứa nó không có làm ăn gì được nữa, ví dụ ý. Rồi bắt đầu có cái dịp đó rồi xuất gia rồi, thưa thầy, còn nguyện xuất gia trọn đời. Mà nguyện xuất gia trọn đời mà hai đứa nó cũng về nhà ở mà nguyện xuất gia trọn đời vậy ông ơi. Cho trào hôn tay rồi. Đó, để cho quý vị biết, để cho mình hiểu được cái nào mà sai, cái nào mà chư thiên. Các ngài đang nghe pháp ở trên livestream, chư thiên khắp mười phương nghe như này á, để mình biết cái sai của mình chỉnh, mình sửa để mình nó phù hợp với chánh pháp. Mình giữ cho đạo Phật, không phải giữ cho chùa của mình. Đừng có nói chùa tôi cũng làm gì làm. Mặc dầu đúng như vậy đó, nhưng mà phải lấy số đông để làm cái niềm tin trong chánh cho lời dạy của Đức Phật. À, khi mà mình hiểu được đó thì cái sự xuất gia nó có nghĩa trọn vẹn. Bây giờ nói xuất gia nè, trong quá trình cái điều kiện mà để xuất gia, cái điều kiện để xuất gia, bây giờ thứ nhất đó, là xuất gia là sao, nói những cái chi tiết để quý vị biết cái giá trị của người xuất gia. Và trong quá trình xuất gia nha, cái điều kiện là gì, là người xuất gia đó phải học hai thời khóa tụng, tức là công phu chiều, công phu khuya, thuộc lầu lầu như là giống như ăn cháo ấy, nguội đó mà húp rột rột trong vòng cái nửa giây cái là hết liền. Còn mà người mà không có thuộc kinh đó, để con cháo nóng thì nóng ăn cả tiếng đồng hồ cũng xong. Cho nên đó là nghĩa đen thôi. Còn nghĩa bóng có nghĩa là gì, người xuất gia là trước nhất là phải học những cái căn bản đó. Vì thằng cái môi trường để mình thấy cái giá trị của người xuất gia đó, mình hiểu như vậy đó, thì xuất gia phải học nên là gì, nhị thời khóa tụng, thời khuya, thời chiều, thuộc lâu lâu thôi. Chưa nói mà năm đệ lăng nghiêm á, mà là người ta nói đi tu là sợ năm là bà già gì đó, cái đó nó rất là khó. Cho nên nó rất là khó đó. Cho nên đó, trong trường hợp này á, là người xuất gia đó là trong đại chúng, trong chúng bạn người ta thuộc hết rồi, mà mình lên chùa mình lập cái bổn ra mình tụng á, chúng bạn nói á, ông ti tu tới nay chưa có thấm nước xì dầu. Mình đừng có nói thấm chào ăn nó bị gan. Cho nên á, học mới thứ nhất á, là vô chùa học nhị thời khóa tụng, đó là cái điểm thứ nhất nha. Quý vị thấy rất là mất thời gian. Thứ hai nữa là người xuất gia là sao, cái người xuất gia đó là học giáo lý căn bản của Đức Phật. Bây giờ ngày nay á, môi trường ở Hoa Kỳ thì cái điều này hiếm, nhưng mà ở bên Việt Nam á, cái môi trường á, là 2 năm sơ cấp, bắt buộc những chú, những sư cô phải học 2 năm sơ cấp và 4 năm trung cấp. Thì lúc đó quý ông quý ngài xét thấy đạo hạnh, đời sống của người đó có hòa với cái đời sống của đại chúng trong chùa không, sống nó có cạnh tranh không, sống trong chùa mà cái tập khí bên ngoài nó có chuyển hóa không, quý vị đồng ý không, nó có chuyển đổi không, hay là sống vô mình ý là mình lớn, mình nghĩ là tôi gần năm nay 20 tuổi, còn mấy chú tiểu có 12 tuổi rồi, cho nên tôi muốn làm cha nó, tôi muốn làm anh của nó, cho nên nhiều khi nó nói gì á, dứt dù nào. Quý vị không, ý làm lớn xuất gia rồi, cái hình tướng xuất gia đó, rồi lúc đó vô rồi thấy mấy chú nhỏ nhỏ, hay là mình xuất gia mình chưa có cái duyên lành đó, mình từ lớn mới xuất gia rồi đó, lúc đó mình nghĩ là mình là anh của nó họ, mình là cha, là chú của họ, là cầu của họ, mình muốn làm gì làm, không đúng. Đối với trong chùa cái luật của thiền môn á, cái người nào xuất gia trước người đó là sư huynh sư chỉ. Quý vị đồng ý không, chứ không phải là tuổi đời là sư huynh sư chỉ sư tỷ.
mà cái người nào xuất gia trước và vào trù trước là mới gọi là người đó là sư anh hay là sư chị. Chứ còn vô chùa mà mình nghĩ mình lớn tuổi thì mình vô cái mình đi nó bệ vệ, lúc đó mình muốn làm cha làm chú làm ông không có chấp nhận, mấy ông không có chấp nhận, mấy ngài không có chấp nhận đó, mình phải hiểu gì đó thì phải qua những cái trường lớp đó. Hoặc là nếu ở Hoa Kỳ này là người xuất gia là phải ít nhất phải học thuộc cái lịch sử Đức Phật. Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là cái lời dạy hay cái lịch sử gốc của ông thầy của mình. Bổn là gốc, sư là ông thầy gốc của mình mà không biết cái lịch sử của Đức Phật thì gọi là xuất gia cái gì? Xuất gia là bát chánh đạo như nãy thầy nói đó. Mà quý vị không nắm những cái giáo lý căn bản thì sao mà xuất gia được? Cho nên cái điều kiện thứ hai của người xuất gia là phải học những cái giáo lý căn bản của Đức Phật, và nhất là cái lịch sử của Đức Phật phải nắm rõ. Người ta hỏi Đức Phật sinh năm nào biết không, rồi Đức Phật sinh ở đâu, hành đạo ở đâu, và ra đời ở đâu, và nói về pháp đầu tiên ở đâu, và nhập niết bàn ở đâu. Nói, để tôi hỏi sư phụ, hỏi thầy sĩ lại coi, thầy có học bên Ấn Độ đó, để tôi hỏi thầy coi. Như vậy rồi chỉ là trọc đường rầy rồi, vì sao gọi là xuất gia? Quý vị Phật tử đồng ý không? Cho nên cái giáo lý căn bản đối với người xuất gia đó, hành giả xuất gia đó là phải học cái giáo lý căn bản, phải nắm vững, đó là điều kiện thứ hai. Quý vị thấy không? Và điều kiện thứ ba của người xuất gia là gì? Chứ để mình thấy cái giá trị là mình lúc đó mình trân quý cái người xuất gia, chứ để mình thấy cái phong trào cái ồ ạt đó ở bên xa xa những tiểu bang khác có một cái ngày kia cũng sồng sồng rồi cũng cho cư sĩ xuất gia rồi cũng ôm mình bác đi, người ta tưởng đồ thiệt, tự quay YouTube live stream, lúc đó người ta có thấy hình tướng tưởng xuất gia mà đắp y vàng nữa thì người ta đâu có biết là Phật giáo thiệt hay Phật giáo dởm. Quý vị thân, cho nên mình nói rằng để mình nhận định người Phật tử mình phải có cái nhìn nó rõ và nó chánh, thì lúc đó mình mới thấy cái giá trị trong cái lời dạy của Đức Phật. Cái điều kiện thứ ba của người xuất gia là không gì? Không mắc nợ, không trộm cắp, không phạm pháp. Chứ con xuất gia vào chùa mà còn mắc nợ là thầy thông cảm, còn mắc nợ ở nhà bà nghe mắc nợ người này kia rồi để con đi làm con đã, xuất gia mà còn cái mong cầu đó rồi để gì đó. Cho nên đối với lời dạy của Đức Phật đó là không phạm cái luật ở thế gian, cái luật ở bên ngoài đó là Phật pháp rồi không phạm đã đành rồi, nhưng mà không phạm cái luật thế gian nữa. Quý vị thấy cái điều kiện không? Là không mắc nợ nè, không chơi hụi nè, không đi cái gì nô nô đó. Đó, mình nói cái điều kiện xuất gia nha. Có mà đã xuất gia rồi mà còn đi nô nô đó, mất cái nghĩa của người tu. Còn sám hối, nhiều khi đi lên chỗ rác mà rác như cách đây ông Tùng á, hay là những năm trước tới đó Phật tử chở đi coi bằng đêm á. Đây là một cái thành phố Tây Phương Trần Giang đẹp lắm thưa thầy. Thầy hoan hỷ vô, thầy nói chứ vô tới chỗ đây là thầy dừng nha, chỗ mà hoa nước hoa nó thầy dừng. Còn vô nữa là I stop here, I don't want to go inside, là mình không có vô trong đó nữa. Vô đó là nhiều khi Phật tử thấy vui quá, sư phụ còn mấy năm rồi bây giờ mới gặp nhau thôi, để cho chụp vô hình nữa, sư phụ ngồi đây đi, mồ Phật dính cháu liền. À, mình không biết là thiệt hay giả, nhưng mà vô đó rồi á, người ta chụp hình, người ta đưa cái thông tin ngày nay đó, chỉ cần tích tắc là nhất cử nhất động là bên kia biết, bên này biết, bên đông, bên tây, bên nam biết, ở trên biết, ở dưới biết. Ông sư nhà mình nói là tu không thực hành, và lúc đó sao mà nói được, lời nói không đi đôi với việc làm. Nhà sư á, nó khác hơn người xuất gia, nó khác với người tại gia. Người hành giả đó là nói, làm và suy nghĩ đều đi đôi, đi ba, đi tư, đi năm với nhau, thì lúc đó cái phước mình tăng rứa. Còn mình nói không mà không có thực hành đó, mình nói là xuất gia nhưng mà mình không có thực hành đó, thì lúc đó trở ngại đối với cá nhân và cho cộng đồng Phật giáo mình. Quý vị thấy không? Cho nên đó, xuất gia cái điều kiện là không phạm pháp ở thế gian, mắc nợ, chơi hụi, nô nô, vân vân, thì lúc đó dừng lại và chuyển hóa những gì chưa thành công, những gì chưa được thì quý vị cố gắng và thanh toán những cái điều đó. Không có xuất gia phải trong trắng, phải sạch sẽ về cả vật chất lẫn tinh thần, cả cái thân mình cũng vậy. Chứ mà nghe nói xuất gia, nghe nói cái anh chàng đó ngoài nó quậy dữ quá, hay cái cô nàng đó mà vô chùa đó, người ta nói đó là gọi là mượn đạo tạo ở thế gian.
Vì không? Cho nên nó lúc đó người ta đánh giá chung. Ví dụ chùa mình này á, có 50 người mà người ta không có đánh giá cho cái người đó, mà ta nói cái chùa, cái đạo Phật, tội nghiệp. Mình á, tội nghiệp cho cái Phật giáo ở địa phương mình. Cho nên á, mình xuất gia mình hiểu gì á, mình giữ cho cái bản thể của đời sống của cộng đồng Phật giáo, cho cái đạo Phật càng ngày càng tươi sáng. Đó là cái điều kiện của người xuất gia, là điều kiện thứ ba. Và đồng thời á, người xuất gia là cái người đó mà muốn xuất gia đó, điều kiện thứ tư là, thứ nhất là hảo tướng. Hảo tướng ở đây á, quý vị gọi ở ngoài á, thế gian gọi là handsome hay là beautiful á, thì lúc bấy giờ người ta nói là đẹp trai hay đẹp gái đó. Thì trường hợp này á, cái đẹp ở trong này á, quý vị phải hiểu là đầy đủ tứ chi, hai tay hai chân, và đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Chứ mà xuất gia rồi mà một con mắt vô đó nó nhìn để tay trái lại xa xa, tụi tay là tay bôn mà không được. Cho nên đó phải đầy đủ lục căn. Quý vị rằng cái điều kiện của các ngài, các tổ mình đó, hay lời dạy của Đức Phật rất là thiết thực, là đầy đủ tứ chi, là hai tay hai chân cho nó đầy đủ gọi là tướng hảo, và mắt tai mũi lưỡi cho nó tướng hảo, cho nó trọn vẹn, không cái gì kia hết. Mà người nào mà không có tu á, ai nói tốt thì nghe dở lắm, mà nghe nói xấu của mình á thì rõ ghê lắm. mấy vị đấy coi, cái người nào không tu á, mà khi mà không có thực tập á, tu mà không có thực tập, không có chuyển hóa đó, lúc đó mà ai mà nói xấu mình đó, mình nghe rõ ghê. Ông nói tôi cái gì, hay bà nói tôi cái gì, hay là em nói anh gì đó, là lúc đó là người đó tu mà không có thực tập, không có chuyển hóa thì phiền não nó tới, thì lúc đó không gọi là xuất gia. Quý vị không có được điều kiện thứ tư, quý vị nắm được điều kiện thứ tư chưa? Điều kiện thứ tư á là gì? Là phải đầy đủ tứ chi, tắt hai tay hai chân. Con xuất gia mà hai tay á thiếu một tay, hai chân thiếu một chân, thì lúc đó đi vô chùa cái đám mà kêu ông thầy chùa mà kêu ông thầy què. Cho nên á, các tôn giáo bạn đó ở bên ngoài á, thầy không có nói, nhưng mà các tôn giáo bạn á, họ chọn cái người đi xuất gia, người đi tu á nha, làm một cái vị mà chức sắc á, trong cái môi trường của họ. Thế người đó phải đầy đủ hai tay hai chân, và mắt tai mũi lưỡi thân và ý phải đầy đủ đó, thì lúc đó người ta mới chọn gọi là hảo tướng đó, đẹp trai hay đẹp gái đó, nếu nói theo thế gian. Thì lúc đó người ta vô ta thấy những người nhà sư tròn trịa, càng tu càng vui, càng tu càng hảo tướng, còn tu mà cứ bậu bậu lờ đờ đi, ai nói gì kia cứ gùm muốn vớt nhau rồi. Như vậy là ai xuất gia cái đó là trật đường đầy hết. Quý vị đồng ý không? Cho nên mình xuất gia mình tu rồi á, thời gian rồi phải vui, phải hảo tướng, càng tu càng hảo tướng càng đẹp. Mà khi mà mình hảo tướng mình vui rồi đó, cái chư thiên gần hỏi cho good morning brother and sister today how are you, ta gần gũi ta hỏi. Còn mình tu cũng gặp lùm giống như là mất sổ gạo vậy. Thì lúc đó là gọi là tu không có chuyển hóa phiền não, mà sao gọi là xuất gia. Quý vị không? Điều kiện thứ tư là phải đầy đủ hai tay hai chân và lục căn đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân bỉ. Quý vị thấy không? Để mình biết cái giá trị của mình xuất gia. Chứ còn xuất gia vô chùa rồi tuần hai tuần rồi không có giảng cho Phật tử này kia, cho cái y vạn đắp liền à, đó không có đúng Phật pháp, trọc đường đầy hết. Quý vị thấy để những tháng gần đây hay là những năm gần đây đó, quý vị thân mới bữa trước hay tháng trước hay năm trước, cái bây giờ xuất gia rồi, cái xuất gia rồi cái cúng cho nói sám hối, tiền hay vật chất thì ai cũng cần, ở đâu cũng vậy. Mà cúng cho thầy nói ít cũng cúng ít, mà thầy nói nhiều cũng nhiều, cúng cho 10,000 cái thầy nói thôi được rồi, cho đắp y vàng đó, đi về nhà ơi. Ai hỏi gì đó, ủa sao tôi thấy anh chị á, kêu anh chị bữa trước còn đầu tóc mà ở nay á đắp y rồi còn về nhà ở nữa, rồi nói ra cái mình nói hôm chùa đó ông thầy đó hay sư cô đó cho tôi, thầy hay vị nào muốn nói gì nói tới chùa đó đó, nó có đúng với chánh pháp. Cúng dường như vậy đó nó không có đúng với Phật pháp, biết gì không? Cho nên á mình khi mà mình á mình làm việc gì mà nó đúng với chánh pháp cái phước nó tăng trưởng. Chứ còn mà mình làm gì đó lúc đó người ta nói đạo Phật dễ làm, và cái hình thức của người xuất gia cũng dễ làm, cho nên đó, lúc đó ai hỏi gì hết, còn tôi xuất gia trọn đời tôi xuất gia rồi,
mà xuất gia mà còn ở nhà rồi hai ông chỉ hay là hai cô nàng anh chàng về nhà ở rồi xuất gia trọn đời gì đâu, không có đúng. Đó là điều kiện thứ tư. Bây giờ điều kiện thứ năm là người xuất gia là phải gì? Là người xuất gia là phải học những cái nghi lễ chuông mỏ tán tụng, những cái thỉnh chuông thỉnh cánh này kia để biết vị Phật tử về rồi bắt đầu mình hướng dẫn lại chứ. Còn rồi thỉnh 3 tiếng nghĩa là gì, rồi 4 tiếng nghĩa là gì, rồi thỉnh 10 tiếng nghĩa là gì, rồi hỏi chứ thưa thầy hay Phật tử khi mà thấy hình tướng xuất gia rồi hỏi chứ thưa thầy hay thưa chú hay ai mà nghe nói thưa thầy cái khoái lắm, cười miếng chi à, mà kêu cái chú hay anh cái tự nhiên giận lên như vậy mà xuất gia cái gì. Cho nên họ hỏi gì mà họ thỉnh 3 tiếng có nghĩa là gì, lúc đó thầy thông cảm, tôi mới xuất gia thời gian cho nên cái sự học hỏi á mình khiêm nhường thì không nói gì, còn mà mới xuất gia thời gian ngắn á cái mình không có biết những cái trường hợp đó, rồi cái ai những người đi sâu hay những người cái cư sĩ để tóc tới chùa thì nhờ những vị đó thỉnh chuông thỉnh mỏ thỉnh khánh này kia không biết gì á, thì lúc đó mà chưa nói cái nghĩa của nó, 3 tiếng chuông nghĩa là gì, 4 tiếng chuông nghĩa là gì, rồi 5 tiếng chuông nghĩa là gì, lúc đó không biết làm sao giải thích được. Cho nên ở đây cái điều kiện thứ năm là các ông các ngài phải hướng dẫn, phải dạy cho cái người hành giả xuất gia đó phải hiểu được cái ý nghĩa thỉnh chuông và tiếng chuông 3 tiếng nghĩa là gì, tiếng mỏ là sao, rồi 7 tiếng nghĩa là gì, mình phải hiểu, mình hướng dẫn rồi mình vô mình học cái đó để chi những người sau người ta tới thì mình hướng dẫn được. Còn xuất gia thôi tôi thấy ông chuông á không bao giờ người ta kêu đánh chuông hết á, mà ta kêu thỉnh chuông. Chuông á gọi là một vị Bồ Tát, một vị tinh thức, mình nghe tiếng chuông á là phiền não mình nhẹ liền, tâm mình lắng động á, gọi là Bodhisattva Master hay là Bell Master là thầy thỉnh chuông, mà gọi là thỉnh chuông chứ đừng kêu đánh chuông. Chuông mà làm gì đâu đánh, chuông phải gọi là thỉnh chuông cái vị thân. Cho nên á mình hiểu cái nghĩa đó rồi mình ấy thì lúc đó mình mới biết được á thì mình hướng dẫn cho cái người đi sau của mình thì vô cái điều kiện thứ năm đó là mình phải học những cái yếu tố căn bản đó thì lúc đó mình mới hướng dẫn để chi những cái người nào mà có duyên xuất gia nữa, rồi cái sau đó mình á lớn lên thời gian 5 tháng á mà mình có cái nguyện rồi mình nói con từ đây cho tới trọn đời con nương tự Phật, nương tự Pháp và nương tự Tăng, con nguyện đời này và đời sau làm đệ tử của Đức Thế Tôn để chi đem giáo pháp của Đức Thế Tôn vào trong đời sống hàng ngày, để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày để mình tu tập đem lại cái chất hiểu chất thương cho cái chính mình, cho người thân người thương của mình. Cái con xuất gia rồi cuối cùng không học một trong năm cái yếu tố căn bản đó mà mình thiếu đi một cái yếu tố đó là không có cho xuất gia. Quý vị thấy cái giá trị của người xuất gia không? Thì lúc đó mình mới hiểu được xuất gia có nghĩa là như vậy. Chứ còn mà mình vô cái thấy người ta phong trào đó, thấy người ta cạo tóc rồi cái mình bắt chước mà không hiểu, không hướng dẫn gì hết. Rồi thầy á, ví dụ ở đây á, quý ông quý ngài phương tiện cho Phật tử đắp y đà, cái đó cũng được, thông cảm được, bắt chước cũng được. Nhưng mà đắp y vàng là nó mới đúng với chánh pháp. À, quý vị phải phân biệt gì đó, ai mà trong trường hợp nào, những nơi nào mà cho đó, quý vị phải nói đó, con dừng lại, con có đủ đức, đủ phước, còn bằng cái áo y này, tại vì muốn gì nó phải trải qua những cái điều kiện đó, thì con mới trở thành người tu của Đức Phật. Thấy không, hồi đó quý thầy á, quý chú á, xuất gia 2 năm mới bọc được cái áo vàng đó, cái y vàng đó, còn đây mới có tuần, 2 tuần, 10 ngày mà cho bọn y vàng, lúc đó người ta nhìn cái đánh giá đạo Phật á, gọi là đạo xà lốn. Đạo Phật là đạo hỗn hợp, muốn cho ai là cho, muốn làm gì làm, nó không có đúng. Quý vị thấy không? Cho nên từ đây về sau, và những nơi nào đạo tràng, bất cứ chỗ nào mà cho các vị mà xuất gia thì đó điều tốt đó, không sao. Nhưng mà cho đắp y vàng liền, quý vị nói là con chưa đủ phước, đủ đức để mặc. Quý vị phải thực tập cái hạnh khiêm nhường ngay từ đó. Còn bây giờ, theo cái hạnh cá nhân của thầy đó, nếu mà cho người Phật tử mà đi xuất gia, mà đệ tử mà đi á thì á nếu mà người cư sĩ á mà đi vào chùa hay những người là không phải Phật tử mà có duyên đi đến đạo Phật á mà có duyên á là nương tựa Tam Bảo nè và năm điều đạo đức là ngon lành á nhiều đã đủ rồi, áo tràng lam là đủ rồi, đi chùa mỗi tuần nghe Phật pháp giảng tu tập hộ trì Tam Bảo điều đó đủ rồi, bày đắp y đắp đồ trong cái trong áo tràng đó
100 người mà có 2-3 người, có 10 người, có 5 người đáp y, còn những người kia không có đáp y, làm cho những cái bạn đạo đó người ta dị ứng. Xuất gia phải là xuất gia hẳn, còn xuất gia mà phân biệt gì đó, cái người đáp y rồi nói là tu lâu rồi, thọ giới để mà tu, chứ không phải thọ giới để mà khoe. Và cuối cùng á, đổ tay, đổ tay rồi đó. Cái gì là mới không? Thọ giới để mà tu, chỉ cần cái là mặc chiếc áo, cái chiếc đối với Phật giáo Việt Nam mình, áo tràng lam hay tràng đà, như đó là hạnh phúc rồi. Bày đắp cái y vô rồi bắt đầu làm cho Phật tử nó phân vân. Rồi chưa nói mình còn người, còn cái đời sống thế tục nữa. Hai vợ chồng có là cái hạnh của đức đệ tử của Đức Phật rồi, đi về chùa tụng kinh niệm Phật. Nói không á, đời sống gia đình và mình cũng thông cảm, vừa va chạm đời sống xã hội bên ngoài, rồi vợ chồng con cái đủ thứ hết. Bây giờ mình xuất gia rồi, cái đắp y lúc nào cũng là không, cụ bữa nay thọ giới ra ông Napoli tránh xa ra ông ơi, đừng có tới gần tôi. Ông bữa trước, tháng trước cũng sau ông xây máy bay liền, quý vị đồng ý không? Ổng hay là bả cũng vậy, mà mình á xuất gia mà bọn cái y lam, cái áo tràng lam này kia là nhiều là hạnh phúc rồi. Mình đi đâu ai hỏi gì, are you Buddhist? Yes I am. Nhấn mạnh 100% I am Buddhist, I'm practitioner. Mình nhấn mạnh gì á là mình một người hành giả thứ thiệt, mình có thực tập Phật pháp hộ trì tam bảo nhưng đã đủ rồi. Còn bày ra rồi này kia kia nọ rồi làm cho được bao lâu đắp y, chẳng lẽ anh đắp y là phải tới đâu tràng, tới chỗ nào phải cái đắp y luôn, còn đắp y mà cái bữa đó rồi á, rồi lúc đó thì sao, rồi cái những bữa sau thì sao, gọi là xuất gia cái gì. Cho nên là không có đúng với Phật pháp, mình phải bắt chước, phải bắt chước thì giống lời dạy của Đức Phật ở các nước Nam truyền đó. Các người cư sĩ, nam cư sĩ Upasaka, Upasika là cận sự nam, cận sự nữ, là người hộ trì Phật pháp, bọn áo màu trắng gọi là bạch y đó, là màu trắng thôi à quý vị. Các nước đó màu trắng là tượng trưng cho sự tinh khuyết, là trong sạch. Bằng cái y, cái áo đó là thấy là hãnh diện rồi. Còn mình Phật tử Việt Nam theo cái truyền thống đó, là mình bọn áo màu đà, áo lam, nhiều là hạnh phúc rồi. Còn bày ra rồi các chùa, các này kia, rồi các ngài đã bày ra bọn áo này kia đó, mục đích gì? Tôi là đệ tử của tôi, những người này thứ thiệt không á. Về chùa càng đông á, là đệ tử tôi, chùa tôi đó mạnh đó. Nếu mà mình thấy số đông mà mạnh á, Hồi giáo lắm mà mạnh á, đó là đông số 1 trên thế giới á. Nhưng mà nói về chánh kiến sao mà so với cái cục kẹo, mà so với kim cương được, quý vị đồng ý không? Cho nên đối với lời dạy của Đức Phật á, đối với người cư sĩ á, họ nương tựa tam bảo và thực hành 5 điều đạo đức, nhiều đó là tuyệt vời trên thế gian này. 5 điều đạo đức này á, nó ứng dụng vào trong gia đình, trong xã hội, trong học đường là chắc nít. Nếu mà quý vị mà học 5 điều đạo đức đó, là 5 cái điều đó các tôn giáo bạn hiếm có lắm. Quý vị thấy triết lý và cái ứng dụng của lời dạy của Đức Phật rất là thiết thực, và nhiêu đó thôi thì mình á, giữ truyền thống của Phật giáo, mình đi về chùa mình có cái áo lễ, mình bọn áo để làm vô, nhiêu đó đủ rồi. Mở ra, giải ra, rồi bận và mặc vào, nhiêu đó nó gọn gàng và nó nhanh. Nhiêu đó là thấy cái người, cái cộng đồng, cái đoàn thể của mình nó thấy nó rất là trang nghiêm và rất là đẹp. Chứ còn bày ra cái đắp y, đắp này kia đó, không phải là thầy không muốn, nhưng mà mình phải như thế nào. Ở trong đó 100 người thì tất cả 100 người đều đắp y thì được. Còn 100 người mà đắp có 10 người, còn 90 người kia không có. Rồi chưa nói về nhà rồi, đời sống gia đình đó, thỉnh thoảng vợ chồng phú quý hay này kia với nhau á, lúc đó cái ông tránh ra hay bà tránh ra, tôi với họ giới rồi nha, ông gần tôi là dứt như nào đó. Lúc đó nó làm cho cái sự đời sống của gia đình nó xáo trộn, lúc đó cái đạo đức của gia đình nó bị mất cái hạnh phúc, quý vị không? Cho nên mình xuất gia mình thấy là như thế nào, mình hiểu được cái giá trị của nó. Cho nên một trong những yếu tố đó mà người Phật tử, người con của Phật á, mà thực hành được như vậy đó, thì lúc bấy giờ á, thì ở bên các tôn giáo khác á, ta nhìn cái sự xuất gia của đạo Phật á, trang nghiêm và nó có phước điền, nhỏ họ nhận được cái củ cúng dường của người thí chủ chứ. Cho nên những người mà xuất gia đó, ở đó mấy thầy mấy chú mà xuất gia đó, mấy ông á, mấy ngài lớn á, mà nói con mới xuất gia, những gì của thí chủ cúng dường đó con nhận đó, con để cho tùng tam bảo, thầy hay chùa hay lấy cái đó để chi phí đời sống hàng ngày cho con, để tạo thêm công đức cho con. Còn xuất gia như vậy đó, mình thọ nhận của cúng dường rồi đó, thì lúc đó cái phước của mình không có, nó mỏng đó, rồi cái đó mình càng tu nó càng giảm phước. Phước xuất gia là phải cần thời gian để mình tích lũy công đức, để cái phước mình nó tăng trưởng. Thì lúc bây giờ
mình thọ nhận cái củ cúng dường nhiều quá thì cái phước mình lại giảm, quý vị không? Cho nên á, càng thọ nhận của người thí chủ cúng dường mà không làm đúng với chánh pháp thì cái phước mình sẽ giảm, mà giảm đi rồi á, lúc đó rất là trở ngại đời sống của mình. Mà ngay cả cái người tu xuất gia lâu năm cũng vậy, mà xuất gia mà thọ nhận của đàn na tín thí mà không đúng với chánh pháp đó, cái này nó đánh giá có 100% à. Mà là mình á, lúc bây giờ mình chủ nó làm owner đó, nhưng mà thời gian á mình á, người ta cúng dường cái mình dớt tới 300%, cân trăm mình dớt 300%, mình đi đâu khác tổn phước. Nước mạch á mình ăn á, mình thọ dụng á, nó càng lâu càng bền càng chắc, nó ngày qua tháng lại năm lại á, thì mình có mình dùng hoài. Còn mình làm cú đó rồi mình đi vậy là lúc đó tổn phước đó, rất là trở ngại cho cái đời sống của người xuất gia, quý vị thân. Cho nên ở đây á, lời dạy Đức Phật phải là khi mà anh chính thức trở thành người đệ tử của Đức Phật, những cái yếu tố đó đó đầy đủ rồi, xuất gia nó mới có phước, mới có tích lũy công đức, thì họ nhận của cúng dường quý ô quý ngài. Còn vậy, người mà xuất gia chân chánh á, họ nhận một ngày một lượng vàng, một 10.000 đô hay là 1.000 đô, cái phước đó mình biết mình sử dụng đó, cái đồng tiền, cái tịnh tài đó đúng chỗ, đúng người, đúng vật, đúng đối tượng thì cái phước mình đã tăng trưởng. Còn thọ nhận những cái đó không đúng với chánh pháp á, một cái kim, một cọng chỉ thôi đó, không với đến chánh pháp á, tổn phước đó còn. Quý vị thấy ý nghĩa chưa? Vì mong cho trọng tay. Đó, khi mà quý vị mà hiểu được như vậy đó thì quý vị mới thấy được cái ý nghĩa mình phải trân quý cái đời sống xuất gia. Lúc đó mình người ta nói không phải là cá mè một lứa, chứ còn mình không học rồi, mình không có tu, không có về chùa, không nạp thêm cái bình điện tâm linh á, thì lúc bây giờ nó tổn phước và nó không biết, không học, không có hành trì á, cuối cùng không biết cái gì trì á, là kẹt lắm đó. Khi mà mình hiểu được như vậy đó thì trong cái khoảng thời gian đó mà chúng ta có cái sự tu học, có sự hành trì, có sự ứng dụng, thì lúc đó Phật pháp nó tồn tại mãi mãi thế gian này. Thì khi mà chúng ta và ứng dụng và thực hành lời dạy của Đức Phật thì lúc bây giờ là khi mà được đủ duyên xuất gia rồi đó, trong luật Sa Di đó có dạy đó là 5 năm đầu á phải nương thầy học đạo, và 5 năm sau mà khi mà được chính thức thọ giới rồi đó thì lúc đó mình mới nải thính giáo tham thiền, mình tu tập và rèn luyện cái đời sống tâm linh mình, càng tích lũy nhiều công đức chừng nào càng tốt chừng ấy. Khi mà mình học 5 năm đầu á, mình nương thầy để học đạo, những cái gì thầy dạy cho mình, những cái gì mình cần học hỏi, những cái gì mình không hiểu thì mình gần gũi thầy hay sư cô, thì để cho những vị đó truyền trao những cái gì đó mình thắc mắc, thì lúc đó mình tiếp thu cái năng lượng tâm linh từ thầy của mình, thì hướng dẫn này kia đó, thì lúc đó mình mới có cái đời sống tâm linh nó dày lên, nó tích lũy công đức lên, thì lúc đó cái phước mình có. Còn mà xuất gia mà không có, thứ nhất là không có thầy hướng dẫn, thứ hai là ở xa thầy, thứ ba nữa là muốn làm gì làm, trở ngại lớn. Cho nên á, xuất gia là phải có thời gian tập sự, trong đó nếu mà người nam phải 6 tháng hoặc là 1 năm, nếu là mấy chú á nha, để cho chi vô chùa, anh chàng đã có chịu học Phật pháp không, anh chàng đã có chuyển đổi cái tập khí không. Bên ngoài tập khí bên ngoài rất là nặng, mà vô chùa mình coi cái tập khí của anh chàng đó có chuyển hóa không, có thay đổi không, hay là chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ đó. Cho nên vô đó mình coi cái tánh tình tánh nết, cho lúc đó mà thấy đương rồi đó, thời gian có thể 6 tháng, nếu mà tốt thì ông thầy ông mới cạo tóc xuất gia. Quý vị thân phải có thời gian tập sự, ở bên ngoài á người ta coi là 3 tháng quân trường, còn ở trong đây á, trong chùa mình gọi là 6 tháng đối với người nam á nha. Còn mấy cô mấy chị là nhiều nữa, ít nhất cũng phải là 2 năm làm công quả dữ lắm, nói ngại lắm. Nhất là cái môi trường Việt Nam đó, mấy cô mấy chị mà xuất gia đó vô chùa này làm từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, kể cả những chùa nào mà làm đồ chay bán đó, kể cả làm đồ chay đi bán rồi chưa nói làm nhang nữa chứ. Mấy ông mấy ngày gặp cái trường hợp đó rầy lắm,
xuất gia là vô đó làm công đức không quả thì được, mà vô làm đồ nhang làm này kia còn bán này kia, đi tu mà không buông mấy cái thứ đó là nặng quá vậy. Mặc dầu là kiếm kinh tế cho chùa nhưng mà mình phải cái phần nào cái mức nào thôi mình làm, cuối cùng mình coi cái đó là chính, là lúc đó cái lý tưởng xuất gia nó không có. Cho nên á quý ông quý ngài á mới dạy là làm công quả và quá trình ở và tập luyện cái đời sống tâm linh, coi thử cái tánh tình của vị đó có hòa nhập với chúng không, hòa nhập với cái lời thầy dạy không, hòa nhập với đời sống môi trường không, được rồi mới cho xuất gia. Quý vị thấy không, mới thấy giá trị cái thời gian mà tập sự. Chứ còn vô mới đâu có 7 bữa 5 bữa cho xuất gia liền, nó không có đốn và hàng nữa trọc đường rầy hết mà cho đất đi vàng nữa. Mồ Phật. Quý vị hiểu được vậy đó, lúc bây giờ mình thấy cái giá trị của người xuất gia, mình mới thấy nó thiết thực và nó trân quý cái đời sống xuất gia. Mình thấy cái sự xuất gia lâu và xuất gia mới nó có giá trị chứ. Chứ Phật tử nhiều khi bận biểu công việc thời gian ở gia đình, ở xã hội đi làm này kia kiếm đồng ra đồng vô, nhưng mà đi vào chùa mà cái vị thầy hay vị sư cô hay vị sư đó mà không hướng dẫn cho chi tiết thì lúc đó tội nghiệp, chỉ cúng rồi cái cúng rồi về rồi tụng kinh đi về, rồi ăn uống về, nó đi chùa cũng lâu năm á chứ cũng biết vậy của đó. Cho nên á mình có cái thời gian như vậy đó thì mình á rèn luyện được, chưa nói á trong khoảng thời gian đó mà nếu mà còn trẻ đó là học nè, học hết trung học là hết lớp 12 nè, rồi học lớp hết cái trung cấp học nè, rồi học ngoại ngữ nữa, anh văn Phật pháp, anh văn bên ngoài, anh văn thời buổi này phải học anh văn nữa. Chưa nói ví dụ mà ở Hoa Kỳ mấy thầy mấy sư cô trẻ mà không học được anh văn là như vậy uổng lắm. Qua đây là cái xứ này là cái xứ học mà ít ra là mình cũng hết cái lớp ESL chứ, chưa nói là đại học là ngon nữa, mà mình không có học Phật pháp rồi cái anh văn mình không biết nữa, viết cũng được mà nói cũng không, rồi cái đi cái chuyện gì cũng nhờ Phật tử đó. Chuyện lớn chuyện nhỏ Phật tử biết hết trời à. Quý vị đồng ý không, làm có công đức nhưng mà mình ở đây á là mình á tự mình hãy nương tựa chính mình, mà mình nói mình không thực hành cho nương tựa chính mình có nghĩa là gì, tự mình phải có kiến thức Phật học, rồi sau đó là anh văn, sau đó là chưa nói là Hán văn nè, viết chữ Hán nè, ở đây mà có cái bản á thầy viết này kia cho quý vị coi, môi trường hồi xuất gia nhỏ viết học nhiều dữ lắm, rồi chưa nói học Nam Phạn nè, tiếng Sanskrit nè, tiếng Pali nè, Nam Phạn Bắc Phạn vân vân, học ngôn ngữ nha, rồi học tiếng Mandarin tức là tiếng Quan Thoại nữa, học đủ thứ đó. Như vậy mình mới Phật tử họ về hỏi cái gì mình biết, mình có cái kiến thức Phật pháp mình mới hướng cho Phật tử chứ. Còn đằng này á trăm chuyện chuyện lớn chuyện nhỏ cũng nhờ Phật tử hết, lúc đó người sao gọi là nương tựa chính mình được. Ngay cả vấn đề lái xe cũng vậy quý vị thân, cho nên á mình cũng phải biết lái xe để chi á, mình đi đâu mà làm gì á để mình lo liệu cho chính mình, chưa nói là người khác. Cho nên người xuất gia ở Hoa Kỳ này cái môi trường dễ nhưng mà rất là khó, cho nên á phải đầy đủ những cái điều kiện đó thì cái sự xuất gia của mình nó mới có giá trị, và cái việc làm cái giá trị mới gọi là đệ tử của bậc chúng trung tôn chứ, đệ tử của Đức Cụ Đàm chứ quý vị thân. Còn xuất gia mà thấy dễ dàng quá, bữa trước bữa sau đắp y rồi cạo tóc rồi, Phật pháp dễ làm, sa môn cũng dễ làm, hư bột hư đường hết. Đó, thì những cái môi trường đó là người con Phật là chúng ta phải thực tập đúng với lời dạy của Đức Phật thì cái phước tướng mình có nè, cái công đức mình có nè, cái nhận của cúng dường của Đàn Na Tiên Thí là vẫn được nè, để khi mình biết cái việc đó cần làm cái gì để mình có tạo cái phước, rồi cái phước nó tăng, cái người cúng cũng tăng và cái người nhận nó cũng tăng nữa, thì cái phước mình nó trọn vẹn. Khi mà mình làm được như vậy đó thì lúc đó người ta không có nói cái người xuất gia hay đệ tử của Đức Phật hay là ông tăng hay cô ni, mà nói là tăng sang gia, gọi là nếu mà mình làm sai chánh pháp á thì gọi là vừa chùa thì bọn áo đạo lam hoặc là đắp cái y, nhưng mà ra bên ngoài á thì bọn hình thức cư sĩ, thì lúc đó người ta gọi là ông thầy chim chuột, gọi là biểu thử tăng, cái từ các tổ dùng rất là nặng, gọi là ông thầy biểu là chim, thử là chuột, là ông thầy chim chuột. Hay là nói đơn giản gọi là mập nào cũng có, hình thức nào cũng có đó, nó tổn phước quý vị không. Cho nên á về chùa thì nó liêm chim mà khi ra ngoài đó rồi mình muốn cái hình thức nào, muốn I'm free, I have freedom mà
tôi có tự do tôi muốn làm gì làm, không có đúng. Tự do là phải freedom, lúc nào cũng phải đi với trách nhiệm, responsibility. Quý vị không? Tự do nhưng mà phải có trách nhiệm. Chứ nó tự do bắt chước nhưng mà không có trách nhiệm, trở ngại lớn. Quý vị không? Tự do là mình phải hiểu, phải đi với trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là vợ của mình, chồng của mình, con của mình và người thân người thương của mình. Mới có mình gọi là tự do chứ. Còn tự do mà không có đi trách nhiệm, mà không có cái ấy, nó không có đúng. Quý vị thấy Phật pháp không? Rất là hay thấy không? Chứ đừng có nói con là con có tự do rồi, trên 18 tuổi là tự do rồi, cũng làm gì làm đâu có đúng đâu. Đó, chưa nói là trong khi mà họ giới xuất gia rồi đó, thì lúc đó ông thầy trong 2 năm mà học những cái điều kiện đó đầy đủ rồi đó, thì hòa thượng hay là thượng tọa hay là thầy sư phụ của mình cho mình đáp y, thì lúc đó mình phải phân biệt là sa di, lúc đó gọi là sa di hay là sa di đi. Mà sa di tiếng Phạn gọi là Saramana, tiếng Mỹ gọi là novice nun, là chú sa di đó, là người tập sự đó. Saramana là người nam, Saramani là người nữ. Vì sao mà lúc đó mà cho được ấp cái y là trải qua phải thời gian đầy đủ những cái điều kiện đó mới đắp được cái y vàng chứ. Quý vị thấy không? Thấy nó giá trị không? Chứ còn thấy bắt chước mà bắt chước không có đâu. Lúc đó cái ta nhìn vô, nhất là những người bạn đạo đó, những người khác tôn giáo đó, ta nhìn thấy sao tôi thấy đạo Phật nó dễ quá. Anh bữa trước bữa sau mới còn gia đình đó, bữa trước bữa sau cạo lầm cạo tóc cho nó láng rồi. Mùa hè nó cạo tóc làm gì, còn biện ra nó là cho nó mát. Thế thì không? Cho nên nó mất cái ý nghĩa của đạo Phật. À, thì 2 năm sau rồi cho được cái tấm y vàng á. Cái y sa di á là cái y đó láng cái vị trí này. Cái y của người xuất gia là của quý thầy, của sư cô đó, cái người á là y cái nhiều ô đó, ô vuông, ô hình chữ nhật đó, gọi là y phước điền. Còn cái y sa di á là y láng, y trơn á, gọi là y trơn, hay là chỉ có một sọc ngang cái giữa thôi, gọi là y láng hay y trơn. Đó, quý vị phải biết tự vì sao gọi là có y cái nhiều ô, là các ngài các ôn các đức Phật ngồi trên núi Linh Thiếu, trên núi á, Đức Phật ngồi thiền và nhìn xuống đồng ruộng á, dưới đồng bằng á, có những thứ ruộng hình vuông hình chữ nhật, cho nên Đức Phật mới nói đó là cái ruộng phước, cái ruộng đó ruộng thôi, cái nghĩa đen thôi, nhưng mà Đức Phật mới lấy cái ý tưởng đó mới chế ra cái hàng đệ tử Đức Phật là y phải có những cái điều đó gọi là y phước điền, là nhận cái của cúng dường của chư Tạng Na Tín Thí. Cái y này đáng được nhận cái của cúng dường của Đàng Na Tín Thí, gọi là y phước điền hay là y công đức, hay là tiếng Bali hay tiếng Phạn gọi là y kathina. Y đó là tu tập là thực hành lời dạy Đức Phật, là có phước có đức rồi, làm đúng người đúng việc đúng đối tượng, thì lúc đó cái y đó gọi là y kathina, y công đức, y phước điền. Hiểu không? Trở thành đệ tử của Đức Phật rồi lại gọi là một trong những tăng bảo, lúc đó cái si chưa có đầy đủ, nhưng mà khi thọ thì kheo hay là thì kheo đi, thì lúc đó mới là đệ tử của Đức Phật, thì lúc đó mới vô hàng tăng bảo đó. Khi mà thời gian nhận, quý vị phải nhớ chỗ này nữa nè, khi mà được mà thọ giới làm đệ tử của Đức Phật rồi đó, kể cả người tại gia và xuất gia đó, tất cả những người cư sĩ Phật tử tại gia hay là người xuất gia không thần tượng một thầy hay một sư cô cá nhân nào hết. Quý vị chú ý chỗ này nè, không thần tượng một thầy một sư cô cá nhân nào, mà mình chỉ thần tượng tất cả những thầy sư cô nào, nơi nào, chùa nào, đạo tràng nào tu tập ngon lành là thầy của mình. Tăng là có thánh tăng và phàm tăng. Phàm tăng á là nó có chất phàm, có chất tham sân si trong đó. Cho nên mình vô chùa mình nói ông thầy của mình number one, ông thầy A number one, mai mốt á ông thầy đó lễ ông có cái giây phút gì ông ăn có mì cơm ví dụ gì, cái lúc đó mình bỏ, mình nói ông thầy đó hồi giờ tôi thần tượng ông, tôi thần tượng cái chùa đó, nhưng bây giờ bị cái trường hợp đó tôi bỏ cái vị đó, không nói gì, bỏ ra Phật luôn, không đi chùa, không có đúng với chánh pháp. Nhớ ra Phật tử ghi nhận cái này nè. Cho nên á, vô chùa xuất gia được làm đệ tử của Đức Phật rồi, mình không thần tượng một ông thầy hay sư cô cá nhân nào, mà mình chỉ thần tượng những thầy, những sư cô, những chùa nào tu tập đúng với chánh pháp, đó là thầy của con, thầy của Tam Bảo.
có nhiều chùa đó, nhiều chùa mà đệ tử Phật tử hay là vị nào mà đi tới chùa đó, kể cả người xuất gia và đại gia đó, thì tới chùa đó mình cứ nói chùa của mình là number one. Nhiều khi mấy vị lãnh đạo tinh thần đó cấm Phật tử đi chùa này, không được đi chùa khác nữa chứ. Mình đâu phải nói nhỏ nhỏ nghe, mình đâu phải là Kitô giáo các bạn đạo đâu, các tôn giáo khác đâu, còn không đi chùa tôi rút cái thẻ tăng công ra, hay không đi chùa tôi rút cái phái huy ra. Phật giáo không có kiểu đó. Phật giáo phải là cái tâm nó thoáng mát, cái tâm nó thông thả, rộng rãi, cởi mở. Còn đi chùa này cứ đi, nhưng mà ở những nơi khác mà có tu tập ngon lành, còn cứ đi để học Phật pháp thêm. Mà nhưng nơi nào có làm Phật sự, con hộ trì Phật pháp, không sao, con cúng dường cho Tam Bảo chứ đâu phải cúng dường cho cá nhân vị thầy sư cô đó. Quý vị thấy không? Sao quý vị hiểu được gì đó thì lúc đó mình mới hiểu được cái gì là giáo pháp Đức Phật. Chứ con Phật tử mà đi về chùa rồi cái có ông thầy hay sư cô đại diện Đức Tam Bảo lúc bây giờ thôi là cho mình cái pháp danh thôi. Còn mà còn nói Phật tử, con mà thọ giới ở đây rồi, con được truyền cái vô vi ở đây rồi, con phải đi cái chùa này thôi nha, Phật tử phải đi cái chùa này thôi nha, còn đi chùa khác là còn chừng ở nhà, còn chừng á, mình còn gùm mình còn nói nữa, là một vị hành giả thứ thiệt mà còn nói vậy đó, không có đúng. Cho nên những ai như vậy đó, các ngài ở bên ngoài ta nhìn đó, cái tâm của vị đó không có lớn, thay vì mình nói cái tâm hẹp hòi đó, đúng không? Mà mình nói cái tâm của người đó không có lớn, không có đủ chuyển tải về cái xúc gia phiền não gia của mình. Bản thân mình không có chuyển hóa được, chuyển hóa người khác hay sao? Mình đi tu á, xuất gia có nghĩa là gì? Thời gian 2 năm, 3 năm, 5 năm. Càng xuất nói á, khi mà mình giảng dạy á, hay là mình nói về chính mình á, mình nói á, là vô ngã, non-self, vô ngã. Nhưng mà càng ngày, xuất gia càng ngày càng lâu rồi, cái ngã nó càng bự, càng to. Đụng á, tới tôi á, hãy dứt vô nào á. Không có đúng với chân khoa. Cho nên nói sám hối ngay từ bây giờ, mình tu á, mình phải có cái học cái hạnh khiêm nhường, cái học khiêm cung. Cái con tu cả ngày rồi cái to cái ngã mình à nói mình thả giới rồi, tôi nè bữa nay thập thiện rồi nha, bữa nay Bồ Tát giới rồi nha, nhớ nè quý vị mà nói tôi cái này kia coi chừng đó nha, nói ít được cho nói mình nhiều lần á, tôi có cái bao găng nè, tôi so găng liền đó, thấy không quý vị? Không, không có đúng như trường. Trong trường hợp này thì mình phải hiểu, mình xuất gia, mình thọ giới là mình để tu, mình thọ giới có nghĩa là mình ai nói gì mình phải lựa cái tâm, cái lúc, cái môi trường đó mình chuyển hóa cái tâm mình, gọi là xuất phiền não gia. Thầy không nhấn mạnh những cái phiền não cái xuất gia khác, nhấn mạnh cái phiền não gia. Gia trong trường hợp này là sự ràng buộc, mình không chuyển hóa mà những anh chàng đó sao mà gọi là xuất được, quý vị thân. Cho nên đó, khi mình hiểu được, mình thực tập được thì mình thấy cái giá trị của người xuất gia, đệ tử Phật, mình tu càng lâu thì cái tâm mình càng chín mùi, càng thuần thục, hảo tướng, đẹp và có cái môi trường, có cái lực khúc. Khi mà ta nhìn tới vị hành giả xuất gia đó, ta thấy gần gũi, ta hỏi liền, có thăm liền. Còn mà xuất gia mà cái mặt quậu quậu, nói không có phước điền, không có cái phước tướng đó, cái ta hỏi ta cũng dám đó. Thôi chị thì tới hỏi hay anh thì tới hỏi anh. Tôi gần ông đó hay cái cô đó tôi ngại quá, tôi không dám hỏi how are you nữa, quý vị thân. Cho nên á, ở trong cái điểm này người xuất gia mình hiểu được vậy á, thì mình phải cố gắng và nhận diện những cái yếu kém của mình để mình chuyển hóa, thì lúc bấy giờ nó mới đầy đủ cái ý nghĩa của mình. Khi mà mình làm được như vậy đó thì cái sự xuất gia nó mới có giá trị, quý vị thân. Thì xuất gia, những cái bài kệ xuất gia cái này á, nếu mà đi giảng dạy trên trường á là ít nhất là phải 5 buổi giảng lên, vừa giảng rồi vừa cho Phật tử viết, cho cái người học sinh sinh viên viết, rồi sau đó phải có cái kỳ thi để ôn bài trả lời bài chứ. Còn mà mình nói không không rồi nhiều khi ông thầy cũng nói không, rồi Phật tử không có trả bài, không có viết lại, không trả lời câu hỏi, cái gì nó quên hết trơn. Cho nên á, nếu mà dạy trên trường á là ít nhất phải 5 buổi dạy cái đề tài này nè đó, thì mấy vị phải hiểu được, nắm được cái đó, thì lúc bấy giờ cái mình trân quý cái đời sống xuất gia nó giá trị cỡ chừng nào. Thì khi mình hiểu đó, quý vị thấy là xuất gia cái điều kiện á rồi, mình có rồi, xuất gia phải có cái lý tưởng, cái người xuất gia phải có lý tưởng của người xuất gia, chứ không phải xuất gia thấy người ta rồi bắt chước, nó cũng đúng một phần nhỏ nhỏ xíu à. Còn xuất gia phải có cái lý tưởng,
trong những cái bài kệ xuất gia hay là các ngài các tổ mình có dạy á, hay Đức Phật dạy đó, thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, thủ tục khi tục thủ nê hoàng, công đức nàng tư nghì. Có nghĩa là lành thay bậc trượng phu, hay là lành thay người vừa xuất gia, người vừa hành giả xuất gia, lành thay người hành giả vừa xuất gia, hiểu được đời vô thường, bỏ cái đời sống thế tục mà trở thành cái đời sống tâm linh, không công đức không thể bàn được. Quý vị thấy bài kệ âm hán Việt không, rất là hay. Mình hiểu cái đó thì mình, khi mà mình xuất gia là đọc cái bài đó rồi thầy hướng dẫn vậy mình thuộc á, không lành thay thiện tai bậc trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức nàng tư nghì. Quý vị thấy không, chị không cho mà có tay rồi. Hay là cũng cái bài khác các ngài cái dạy là thủ hỷ hình thủ chi tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoàng Phật đạo, thệ độ nhất thế nhân, là bỏ cái thân thế tục bên ngoài trở thành cái thân xuất gia. Tự vì xuất gia nó khác với hình tướng bên ngoài đó, cạo bỏ râu và tóc đối với nam, nữ là tóc là được rồi, là khác với cái đời sống của người đời. Hỷ hình thủ chi tiết, cắt ái từ sở thân. Cắt ái có nghĩa là gì? Là xa lìa cái người thân người thương trong gia đình mình. Xa thìa có nghĩa là gì? Mình xuất gia là mình phải ra khỏi cái nhà thế tục đó, là lúc đó mình về cái đạo tràng để mình gần gũi đời sống tâm linh, mình gần gũi, mình học được bạn đạo, gần gũi học được cái đời sống tâm linh của thầy, của bạn đồng tu, thì lúc đó mình mới học được những cái điều hay đó. Rồi á, xuất gia hoàng Phật đạo, và xuất gia là cái nguyện của mình á là đi hoàng dương chánh pháp. Hoàng Phật đạo tức là đem cái lời dạy của Đức Phật để hoàng truyền chánh pháp, mà mình muốn hoàng truyền chánh pháp mình phải học được lời dạy căn bản của Đức Phật, là lúc mới mình mới truyền chứ. Còn mình vô chùa rồi học những cái gì căn bản lời dạy của Đức Phật, lịch sử Đức Phật, hỏi Đức Phật sanh ở đâu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Mâu Ni có nghĩa là gì, Thích Ca nghĩa là gì, dạ hỏi thầy trường sĩ á. Giáo lý căn bản mà không hiểu, không nắm vững thì gọi sao xuất gia được, giàu khó thì sao mình gọi là thệ là hoàng Phật đạo được, quý vị không? Rồi khi mà thệ độ nhất thế nhân có nghĩa là gì, là con nguyện độ tất cả chúng sanh. Thế nhân là người đời, mà chúng sanh ở đây là chỉ cho ai, quý vị chỉ cho ai nè, chúng sanh bên ngoài chưa nói, mà bây giờ chúng sanh của mình á, quý vị độ được chưa, mà chưa độ được mình mà sao độ được bên ngoài, sao mà gọi là thệ độ nhất thế nhân. Thế nhân là đời sống của người đời, mà mình là cái đời sống của mình mà chưa độ được, sao mình độ cái người đời sống bên ngoài, quý vị không? Thệ độ nhất thế nhân, quý vị thấy các ôn các ngài các tổ Đức Phật dạy rất là chi tiết không? Mình có những cái nguyện, những cái ý nghĩ đó nó rất là sâu sắc và tuyệt vời, thì lúc bây giờ cái xuất gia nó không có tổn hại đến Phật giáo, mà mình thực hành được lời dạy của Đức Phật, thì lúc đó mình cống hiến cái lời dạy Đức Phật, và muốn được cống hiến được cho đạo Phật, trước nhất mình phải cống hiến cái đời sống tâm linh cho mình, thì lúc đó mới giá trị chứ. Quý vị thấy hay không, ý nghĩa không? Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình xuất gia cái đời sống tâm linh mình nó trọn vẹn. Rồi khi mà xuống tóc đó thì các ngài cũng vậy nè, cạo bỏ tóc râu cầu nên nguyện chúng sanh á, cạo bỏ tóc râu cầu cho chúng sanh xa lìa phiền não, gần gũi được cái ánh sáng đạo Phật. Mà bây giờ mình nhảy thì nói đó, cái bài này liên quan bài trước, mà mình cạo bỏ râu tóc là tóc hay là râu là tượng trưng cho phiền não, mà ai mà để râu tóc nhiều á, tu mà cũng để hình tướng như gì nhiều á, thì cái đó là một trong những vị hiếm có lắm, ít lắm. Nhưng mà đối với người tu mình á, là phải bỏ râu tóc là chỉ tượng trưng cho phiền não, mình càng buông bỏ cái đó rồi bắt đầu mình mới xả cái hình thức bên ngoài, sau đó mới xả bỏ cái hình thức bên trong tâm của mình. Thì khi mà mình thực tập, mình hành trì được như vậy đó, thì rất là ý nghĩa, thì xa lìa các phiền não, rồi rốt ráo, rồi vắng lặng. Những cái âm hán Việt và những cái bài kệ đó là người xuất gia, khi mà có cái nguyện mà xuất gia làm đệ tử của Đức Phật đó, là phải biết những cái bài kệ đó, phải học những cái bài kệ đó để
trì hành trì mỗi khi cạo tóc. Mình làm gì đó thì lúc đó cái nghĩa xuất gia nó trọn vẹn. Khi mà người xuất gia đó, mình có cái nguyện xuất gia rồi á, thì có những cái bốn cái yếu tố mà người xuất gia phải cần làm. Thường thường mà mình tụng kinh á, mình có những cái điều nguyện đó là gì nè: chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng, thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng hay là Bát Chánh đạo vô thượng, con thệ nguyện được nắm bắt và học hành và ứng dụng. Sentient being, nonetheless, I vow to save the world. Dharma on development, unless I vow to end them all. Dharma cultivation is countless, I vow to practice it. The Buddha way are the Dharma, the Noble Eightfold Path is supreme, I vow to realize. Mình học đủ thứ khía cạnh hết, lúc đó mình mới có cái nguyện, người xuất gia cái nguyện bốn yếu tố đó. Một là xa lìa phiền não, hai là học giỏi học và hành lời dạy của Đức Phật, ba là ứng dụng lời dạy Đức Phật vào trong đời sống ngày, bốn là đem cái lời dạy của Đức Phật vào cho chính cá nhân mình, cho người thân người thương trong gia đình mình, gọi là tứ là bốn cái nguyện của người xuất gia đó. Khi mà mình ứng dụng vậy đó thì lúc bấy giờ rất là ý nghĩa. Còn khi mà các tổ và Đức Phật còn dạy thêm, cái người xuất gia đó nó có phải thêm một cái yếu tố nữa. Cái điều kiện nào trở thành người xuất gia ngon lành là phải có năm đức. Năm đức của người xuất gia, thường thường mà mình cũng qua đường đó là có cái năm đức đó. Một là vì cảm mến đạo Phật mà con đi xuất gia, phải có cái duyên đó nha. Năm đức của người xuất gia đó: cảm mến đạo Phật, thiện cảm với đạo Phật mà đi xuất gia, đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là bỏ cái hình thế tục và trở thành, bỏ cái hình đời đó, cái người đời đó, bỏ cái hình thức bên đời mà mình đi xuất gia. Chứ còn xuất gia rồi mà còn thỉnh thoảng nó lấy kèm phóng đánh vô mặt nữa là không có đúng với người xuất gia. Xuất gia là bỏ cái hình thức bên ngoài, mà cái đẹp của người tu á, cái đẹp của người tu á là cái đẹp bằng oai nghi nè, cái đẹp bằng ứng dụng nè, cái đẹp bằng lời nói dễ thương nè, cái ý nghĩa dễ thương nè, và việc làm dễ thương nè, đó là cái đẹp nó vĩnh viễn. Còn cái đẹp ở bên ngoài á, trét trét tô tô rồi trong vòng buổi sáng buổi chiều á là nó bay đi, cái đó là cái đẹp vật lý, nó bay thời gian nó bay á, nhiều khi nó bay mùi nữa chứ quý vị thân. Cho nên mình che cái già, nhưng mà thật ra cái già nó là sự thật, nó không có trốn, cho nên cái già nó vẫn có, vẫn tới. Mà cái đẹp của người đệ tử của Đức Phật á là cái đẹp của, cái đẹp của oai nghi nè, cái đẹp của lời nói nè, ý nghĩ nè, việc làm nè, cái đẹp của thực tập nè, chuyển hóa phiền não nè, đó là cái đẹp lâu dài, lâu bền. Cái đẹp đó không những mình đẹp cho mình rồi, người xung quanh đều thấy mình, cảm mến nó. Quý vị thấy hay chưa? Và cái điều kiện thứ ba là từ bỏ người thân mà con xuất gia, tức là từ bỏ gia đình, người thân quyến thuộc đó. Mình xuất gia rồi mà thỉnh thoảng cứ về nhà hoài à, gọi sao từ bỏ được. Chưa nói là những anh chàng con nàng mà có gia đình rồi đó, con cái thứ nhất là retire đi tu, thứ hai là con cái lớn rồi á, không làm ăn gì được nữa, rồi bắt đầu đi tu. Rồi chưa nói thôi bà đi tu đi, tôi ở nhà tôi hộ pháp cho thì cũng được, nhưng mà thỉnh thoảng con nàng đó đi về thăm, đi về miết thôi, sao xuất gia được, gọi là từ bỏ người thân mình được. Xuất gia là khi đi phải xin phép ở cái môi trường đó, thầy, nhà chùa hay đạo tràng đó đồng ý, đi phải hai người bạn. Người xuất gia rồi nó khác với người thế gian, đi phải có người bạn nữa, để chi nếu mà lỡ mà mấy ngày mà nó có gặm nhấm á, gặm cỏ đó, cái mình biết cái mình có người bạn thứ hai hộ pháp cho mình, quý vị không? Cho nên điều kiện thứ ba là phải gì? Từ bỏ người thân, người thương của mình, rồi mình đi về chùa. Mà muốn khi mà chính thức xuất gia rồi đó, đi ra khỏi chùa, đạo tràng và cái tu viện đó, phải nhờ cái người bạn, người gọi là đệ nhị thân đó, là cái người bạn đồng tu, hộ pháp cho mình. Đó là điều kiện, cái đức hạnh của người xuất gia đó. Và cái đức, và cái thứ tư á là hy sinh thân mạng này mà con xuất gia. Xuất gia có nghĩa là gì? Là phải dâng thân vào đời sống của xuất gia và đời sống của đạo Phật. Mình nguyện, cho nên những cái bài kinh chẳng hạn như là bài kinh Thiện Sanh nè, bài kinh Niềm Tin Trăng Trắng đó, khi mà các ngài Kalama
hay là các vị thiện sanh đó, hay là kinh giáo thọ ca thi la việc đó, khi mà các ngài mà người cư sĩ ngoại đạo đó, người ngoại đạo mà khi ta ngộ được lời dạy Đức Phật đó, các ngài đã phát nguyện rất là hay. Nam mô Bụt Đà Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Ga Ya, kính lạy Phật, kính lạy gia pháp và kính lạy tăng đoàn. Con từ nay cho tới trọn đời, con phát nguyện nương tựa Phật, nương tựa pháp và nương tựa tăng và thực hành năm điều đạo đức của lời dạy Đức Phật. Con dâng thân này để phụng sự Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo và hoàng dương chánh pháp. Quý vị thấy không? Thì ý nghĩa chưa? Đó, như vậy đó, gọi là cái điều kiện thứ tư là gì? Hy sinh thân mạng này là mình đi xuất gia, tức là nguyện phát nguyện rồi, để mà mình lấy cái thân này mình hộ trì, mình làm đạo cho Tam Bảo, dù hình thức tại gia và xuất gia, nhưng mà con quyết lòng một mực đối với Tam Bảo. Phật Pháp Tăng là số 1, con hộ trì Tam Bảo để con hy sinh cái thân mạng này. Dù ai nói ngã, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững. Mới có những cái chân về phim mà. Lòng ta vẫn vững như là Phật Pháp và Tăng, không bao giờ bỏ hết. Đạo Phật là kim cương. Mà bây giờ mình thấy những cái tôn giáo khác á, tự vì tu mà không học á, rồi lúc đó ai rị mọ, rủ mình á, chủ nhật mỗi tháng mỗi tuần mà không về chùa, rồi lúc đó những tôn giáo khác á, khi mà người ta hôn nhân á, người ta có cái lớp giáo lý người ta học, ta rì mọ mình kêu bỏ ra Phật ơi, bỏ kim cương hộp sòn ơi, mà trong khi họ là cục kẹo thôi. Mình như em bé mình lấy cục kẹo mình bỏ kim cương hộp sòn, mà kim cương hộp sòn á giá trị hàng trăm hàng triệu đô la. Bây giờ mình bỏ cái kim cương đây, mình lấy cái cục kẹo, ổn lắm. Tội nghiệp cho chính mình và cho cái tôn giáo của mình. Mình nói tôn giáo Đạo Phật nó mới đúng, mình nói tạo tội nghiệp cho cái Tam Bảo. Tới vì Tam Bảo là bảo là quý, bảo là kim cương, là hột xoan, là nói gì nghĩa đen, mà nói nghĩa bóng, nghĩa là lời dạy Đức Phật. Đức Phật và lời dạy Đức Phật và tăng đoàn là đệ tử Đức Phật và thực hành đó ngon lành đó, đó là kim cương hột xoan đó. Thực tập tới đâu chuyển hóa tới đó, thực tập tới đâu hành trì tới đó, ứng dụng vào đời sống hàng ngày, thì lúc đó mình mới xứng danh là đệ tử của Đức Phật, tăng đoàn chứ. Tăng đoàn là gì? Là cái đoàn thể của chư tăng, và sau đó là tăng thân là cái thân của chư tăng. Mình đi đâu mình có cái người bạn đạo để hộ trì với mình, mình đi đâu mình có tay trái tay phải hộ với mình thì gọi là tăng thân, hay là chân như vậy đầy đủ cái yếu tố đó hộ trì với nhau gọi là tăng thân. Và hay nữa là gọi là tăng nhãn, là cái thấy số đông. Mình khi mà mình có gọi là nhãn là mắt, mà mình có hai mắt à, mình thấy mình đó, mình thấy mình thỉnh thoảng mình đó, gọi là self là bị kỷ, ích kỷ, nhưng mà thấy của tăng đoàn á gọi là selflessness, tức là vô ngã đó, là thấy số đông, thấy cho đại chúng mình làm cái gì sai là đại chúng sẽ chỉ liền, thì lúc đó mình có tu mình chuyển hóa mình sửa liền, gọi là tăng thân hay tăng nhãn. Không, quý vị nghe cái bài kệ này rất là hay nè. Tăng thân của Đức Thế Tôn là đoàn thể chúng con đang quay về nương tựa, là đoàn thể đang đi trên đường chánh trực, chân chánh chính trực tốt đẹp và thích hợp, là đoàn thể đang hướng theo Phật pháp, hành trì Phật pháp, sống đúng với trình thờ Phật pháp, là đoàn thể mà chúng con đang nương tựa, là đoàn thể ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào trong đời sống hàng ngày, là đoàn thể hành trì và chứng được quả thánh, bốn quả thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, là đoàn thể đang được cung dường, đang được quy kính, đang được ngưỡng mộ, đang được bái phục, bởi vì tăng thân là đệ tử Đức Phật, hành trì Phật pháp rồi, ngon lành rồi, là mình quy, mình đảnh lễ, mình cúng dường, là ruộng phước tốt đẹp cho thế gian gieo trồng. Quý vị thấy không? Ý nghĩa chưa? Thì lúc đó mình mới thọ nhận được cúng dường của Đàn Na Tín Thí, cái phước của người cúng nhận mình tăng, cái phước mình nhận rồi cái phước mình nó tăng rồi, cái người cúng dường ta cũng tăng đó. Còn cúng mà cúng dường mà cúng không đúng đối tượng, không đúng cái người đó, làm không đúng với cái tịnh tài tịnh vật như là Phật tử mong muốn, tổn phước, thì lúc đó cái phước nó không có nữa. Bây giờ cho nên đó, ở đây á, các ngài gọi là tăng thông là những cái bài kệ như vậy để mình hiểu, và cái người xuất gia mà hiểu được đó, trong những vị trí đó rất là ý nghĩa. Và cái điều kiện thứ năm á là gì? Là nguyên độ chúng sanh, con nguyện độ chúng sanh, mà chúng sanh chỉ cho con, thì lúc đó mình mới độ, mới bước xuất gia.
đó, những yếu tố năm đức của người xuất gia đó mà mình thuộc được, mình hành trì được đó, lúc đó mình xuất gia gần gũi được cái môi trường, mình học những yếu tố đó, điều kiện xuất gia nè, và những cái gì đó để vi học đó, và năm đức của người xuất gia, và khi xuất gia phải học những cái bài kệ đó, thì lúc đó người ta thấy cái chất liệu và thấy giá trị của đạo Phật mình, chứ đừng có thấy người ta cho cái y vàng cái mặt liền những cái này kia thì lúc đó nó uổng đi. Thì cái bài pháp này á, thầy soạn rất là dài, rất là nhiều, nhưng mà thời gian không cho phép, thì để cho viết rằng thì người Phật tử chúng ta, mặc dầu là cuối năm, mặc dầu là đầu năm 2020, 2 số 2, 2 số 0, mà Phật tử cũng về chùa tu tập, đây là những hạnh chắc. khi mà quý vị hiểu được như vậy đó, quý vị thấy giá trị. Trước khi mà cho một vài phút để quý vị hỏi đó, thì thầy đọc cái bài kệ của người xuất gia cho quý vị nghe này. Bài này của tác giả là Tường Vân, nhưng mà rất là hay. Bài này là: xuất gia không phải là nghèo, xuất gia là để noi theo Phật Đà. Xuất gia lý tưởng cao xa, xuất gia vượt khỏi bôn ba chợ đời. Xuất gia điều tốt tuyệt vời, xuất gia có nghĩa xa rời với thế gian, xa rời nhưng mà mình không xa rời, xa những cái phiền não, xa những cái gì đó, nhưng mà mình thực hành luôn luôn hộ pháp, gọi là xa rời thế gian. Xuất gia giải thoát nhẹ nhàng, xuất gia tự tại muôn vàng bình yên, quý vị thấy không? Còn xuất gia mà vướng bận cái này vướng bận cái kia không phải, không gọi là bình yên. Xuất gia để hết não phiền, xuất gia để trụ cửa thiền trong tâm, tức là trao dồi cái tâm, đời sống tâm linh mình. Xuất gia con đường thậm thâm, xuất gia vượt khỏi mê lầm trầm luôn. Nó rất là ý nghĩa. Thì khi mà chúng ta mà hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, thì từ nay cho tới trọn đời, hoặc là trong những thời gian tới nữa, thì nếu mà những môi trường, nếu mà mình hình thức cư sĩ mà mình có cái xuất gia gieo duyên, hoặc là xuất gia ngắn hạn hoặc là dài hạn, quý vị phải hiểu được cái bài pháp hôm nay để chúng ta có đáng thọ dụng và bận cái áo y vàng, hay là y đà, hay là thọ giới để tu, hay là thọ giới để khoe, thì chúng ta hiểu được cái chánh pháp, thì lúc bây giờ chúng ta đi đâu cũng an lành, tới đâu cũng vững mạnh. Đó là lời dạy của Đức Phật. Thì cái bài pháp này rất là dài, rất là nhiều, nhưng mà hôm nay quý vị có duyên lành, quý vị nắm cái khái niệm của người xuất gia là vậy đó. Thì bây giờ thầy để cho một vài phút, quý vị có thắc mắc về cái đề tài hôm nay, quý vị hỏi để chúng ta trao đổi với nhau, chứ để mà mình hướng dẫn không, thầy nói không, mà quý vị không trao đổi, thì lúc đó cái cơ hội nó uổng. Cho nên quý vị cứ, thầy để vài phút, nhờ thầy Đức Hải chuyển micro, khi mà quý vị có ý kiến và thắc mắc đề tài hôm nay, quý vị cứ hỏi là thầy trả lời. Dạ, mời quý vị. Trong khi quý vị đặt câu hỏi thì thầy Đức Hải phát cái tờ này cho quý Phật tử, thầy Phật tử sinh hoạt một bài rồi sau đó chúng ta ngừng. Rồi, còn một thời nữa, thầy có hết. Quý vị có thắc mắc gì không? Phật tử ở chùa Tịnh Lục chúng ta rất là ngon không? Học là hiểu liền. Cho nên nữa, mình có tiếp thu, mình có đi chùa và mình có học đạo như vậy đó, mình thấy nó vui. Thì cái bài này á, là cái tờ giấy này á, phát cho quý vị để quý vị á, có cái chữ trắng mực đen, thì quý vị có thể theo đó và quý vị theo với đại chúng cho nên nhịp nhàng. Thì cái bác con trai, quý vị phải nắm cho cái điều này nè, cái điều trong một trong ba tám điều con trai đó, là người xuất gia hay là người xuất gia trong cái ngày mà tu tập đó, là không được ca hát hay là sướng hát hay là kia. Quý vị phải nhớ cái điều này nha. Ca hát có nghĩa là gì? Là không được hát những cái bài ca tình sầu đứt ruột, không được đi xem những cái bài ca ở thế gian, mà đối với lời dạy của Đức Phật, đối với Phật pháp là mình cứ vẫn hát không sao hết. Quý vị đừng có chấp chặt, học mà không có hiểu, không có ứng dụng, lúc đó nó đã bắt con trai hay là đã đệ tử Đức Phật trong cái ngày tu rồi mà còn hát nữa, không có đúng. Mà mình phải hiểu là những cái lời tình sầu đứt ruột, những cái bài sầu đau phiền muộn đó là không có được hát, không có được nghe.
nhưng mà những cái bài thiền ca, Phật ca, đạo ca là mình cứ hát để mình, thứ nhất là mình vun trồng cái đời sống tâm linh, thứ hai nữa là mình đem cống hiến cho cái thế gian này những có các cái tươi mát. Bây giờ mời đại chúng hát một bài, sau đó bài thứ hai tiếng Bỉ tiếng Việt để buổi chiều hôm nay. Nhà mời đại chúng nhà, quý vị có không đủ thì hai người xem một tờ, rồi quý vị cùng hát nha, cái bài Understanding Love, tức là hiểu và thương nha. Thì quý vị vừa hát vừa vỗ tay nha. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, con vòng đẹp màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương, yêu và thương, yêu và thương. Có hiểu thì mới có thương, có thương có thương. Yêu càng sâu luôn càng rộng, yêu càng rộng thương càng sâu. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không còn biệt màu và tôn giáo, cùng về đây say đắm yêu thương, yêu và thương, yêu và thương. Có hiểu thì mới có thương, có thương. Yêu càng sâu thương càng rộng, yêu càng rộng thương càng sâu, hiểu sâu thương lớn, hiểu và thương, hiểu và thương. Bây giờ để cho không khí nó sôi động, thầy mời một Phật tử nha, để lên đây để hát, để cho đại chúng cùng hát. Mình là con của Phật, dù là bài đạo ca, thiền ca, mình hát bằng cái lời dạy của Đức Phật, nó không hay nhưng mà cũng không hay hơn là có nhạc có đờn. Bởi vì mình hát Phật Pháp, cho nên nó, cái hạt giống Phật Pháp nó tưới tẩm vào trong thân, trong tâm của chúng ta. Bây giờ thầy mời, thứ nhất là thầy chỉ, thầy mời quý vị nào phát nguyện lên đây, không ấy thầy mời nha. Quý vị nào volunteer lên đây để hát cho đại chúng không? Anh trai hay cô gái cũng được. Rồi thôi bây giờ thầy mời nha. Rồi mời cô Phật tử ngồi bạn gì đây? Cô pháp danh gì? À, rồi mời cô Phật tử lên đây để hát với đại chúng, rồi đại chúng mình hát theo nha. À, đại chúng cho ủng hộ cho Tràng Hóa Tây nha. Quý vị giữ cái tờ giấy này, chiều mình sinh hoạt tiếp nha. Phật, con muốn là thầy, con sư cô, các cô, các anh chị, như vậy chúng ta sinh hoạt vào bài nhạc phẩm Hữu và Thư, mình hát lại nhé. Đây là Phật. Một, hai, ba. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương, yêu và thương, yêu và thương. Có hiểu thì mới có thương, có thương, có thương. Yêu càng sâu thương càng rộng, yêu càng rộng thương càng sâu. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương, yêu và thương, yêu và thương. Có yêu thì mới có thương, có thương, có thương. Càng sâu thương càng rộng, yêu càng rộng thương càng sâu. Yêu
Minh. À, ở đây chúng ta cũng có anh Trí Minh, nhưng mà anh Trí Minh nói là để chiều. Thì chiều anh Trí Minh sẽ hát một bài, thứ nhất là hát với đại chúng, sau đó anh có một bài cải lương đó, về Phật hành đạo hay Phật xuất gia đó. Thì chiều nay thầy giảng một cái đề tài thứ hai là ánh sáng giác ngộ của Bồ Tát Tất Đạt Đà. Đó, đề tài thứ hai. Thì hôm nay, buổi sáng hôm nay chúng ta đã nghe Pháp, hiểu Pháp và thực hành giáo Pháp. Thì trước khi chấm dứt, nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý thầy, quý sư cô cũng như quý Phật tử tu học hôm nay luôn an lành trong chánh pháp. Nguyện đạo Phật sáng mãi ở thế gian này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nhận thức nói hồi hướng, có nói đâu lời. Bây giờ mời đại chúng hồi hướng ha. Dạ. Nguyện đêm mai công mà đức này hướng về thăm tân ai cả đề tử do bà chúng sanh đều trọn thành phân Phật tử cũng đứng dậy để chúng ta nghỉ giải lao rồi chuẩn bị cho con trai như là Phật tử.